Thật ra ta, người và các đạo hữu này đều không có tiền bối cao nhân chỉ điểm, chỉ có thể một mình khổ tu, do đó cần trao đổi nhiều hơn. Thường cứ cách một đoạn thời gian, mấy người chúng ta đều tập trung cùng nhau, trao đổi tâm đắc tu luyện, hoặc là tổ chức hội trao đổi nho nhỏ. Đạo hữu tuổi còn trẻ mà đã tu luyện tới cảnh giới như thế, ngày sau hy vọng có thể đột phá cảnh giới kim tiên nên đối với lực lượng pháp tắc cũng cần hiểu rõ nhiều hơn mới được. Hàn khâu nhẹ gật đầu, trong giọng nói còn mang theo vài phần nịnh nọt. Nếu liếu mỗ có thời gian, tất nhiên sẽ tham gia. Ánh mắt hàn lập chấp lên, gật đầu nói. chương 100, mặt nạ đầu trâu. liếu đạo hiếu, việc hôm nay đã quấy dày nhiều, xin phép được cáo từ. Phu nhân hộp cốt nhàn nhạt mở miệng, lập tức xoay người hóa thành một đạo bóng đen, hướng phía xa xa nhanh cháu người đi. liếu đạo hiếu, sau này còn gặp lại. Lão tổ lục khôn hướng hàn lập cùng hàn khâu phân biệt chắp tay, cũng quay người bay đi. Trong nháy mắt, phía trước hàn lập chỉ còn một mình hàn khâu, y đứng nguyên tại chỗ, còn chưa ly khai. Hàn đạo hữu, chẳng lẽ các hạ còn có chuyện gì? Hàn lập thấy vậy, thanh âm hơi trầm xuống hỏi. Liễu đạo hữu, lúc trước Hàn mỗ có nhiều mạo phạm, kính xin Liễu đạo hữu thứ lỗi. Hàn khâu đột nhiên hướng Hàn lập liền ôm quyền nói. Hàn lập nhíu mày, trong mắt xuất hiện một tia khác thường, im lặng không nói gì. Đạo hữu nói không sai, kỳ thật Hàn mỗ quả thật có một chút chuyện, muốn trao đổi cùng với Liễu đạo hữu. Hàn khâu trần chờ một chút liền nói, Hàn Đạo Hiếu, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi." Hàn Lập bình tĩnh nói, theo tại hạ biết được, Lạc Mông Đạo Hiếu năm đó đã ngẫu nhiên nhận được một cây đàn hồn hoa. Hôm nay, có lẽ hoa này đã rơi vào tay của Liễu Đạo Hiếu. Nếu Liễu Đạo Hiếu đã đi trên con đường của huyền tiên, chắc hẳn sẽ không dùng đến hoa này. Không biết Liễu Đạo Hiếu có thể đem hoa này chuyển nhượng lại cho tại hạ được hay không? Về phần giá cả, Liễu Đạo Hiếu không cần phải lo lắng, tất nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng." Hàn Khâu lúc nói đến đây, trên mặt lộ ra vài phần hy vọng. Thật có lỗi vô cùng, liễu mũ không có tìm được hoa đó trên đảo này, phải khiến cho hàn đảo hữu thất vọng rồi. Hàn lập nghe vậy, thần sắc như thường trả lời. Bộ dạng tươi cười của hàn khâu trở nên cứng đờ, ánh mắt hơi trầm xuống. Hạc hạc, thì ra là thế, vậy hàn mỗ đành cáo từ trước. Hàn khâu hạc hạc cười cười, hướng hàn lập nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo bạch hồng, hướng phía xa xa bay đi, lóe lên biến mất ở phía chân trời. Hàn lập đưa mắt nhìn hàn khâu biến mất ở phía xa, lúc này mới quay người hướng phía ô mông đảo, hạ xuống. Màn nước bao xung quanh hòn đảo, chẳng biết từ lúc nào đã biến mất vô tung. Mặt biển xung quanh trăm dặm đã trở nên tĩnh lặng như trước, tựa như không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Liễu tiền bối, Lạc Phong đi đầu, dẫn theo mấy tên tu sĩ hợp thể kỳ của Lạc ra vẻ mặt kích động, chạy ra chào đón hắn, xung quanh cũng không thiếu các tu sĩ từ luyện hư trở xuống. Hôm nay may mắn mà có Liễu tiền bối, nếu không, lạc gia chúng ta sợ sẽ không tránh khỏi kết cục diệt tộc sắc mặt lạc phong nghiêm nghị cung kính nói với hàn lập rồi hành một đại lễ đa tạ đại ân của liếu tiền bối những tộc nhân khác của lạc gia cũng ngay ngắn khom mình hướng về hàn lập hành lễ lạc tộc trưởng khách khí lúc đầu ta đã đáp ứng với người che chở ô mông đảo chống cự kẻ thù bên ngoài thì tự nhiên sẽ không nuốt lời ánh mắt hàn lập ánh mắt chớp lên rồi nhàn nhạt nói xem ra những người ở đây cải biến cách xưng hô đối với hắn chắc hẳn đối với thân phận của hắn, Lạc Phong đã giải thích qua. Như vậy cũng tốt, dù sao việc này vốn giấu giếm cũng không được bao lâu, bản thân hắn cũng không thể không tăng thêm chút lực che chở cho tộc nhân. Đám người Lạc Phong còn muốn tiếp tục cảm tạ nhưng Hàn Lập lại lấy cớ cần phải nghỉ ngơi sau trận đại chiến, lập tức ly khai, rất nhanh đã trở về tứ hợp tiểu viện. Mấy tháng sau, cạnh ngôi nhà gỗ bên trong bí cảnh, Hàn Lập trong bộ thanh y, cúi người đứng bên cạnh gốc đàn hồn hoa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, nắm nghía bông hoa. Kim văn ở trên đàn hồn hoa so với trước đây lại nhiều hơn một đạo, đã biến thành ba đạo viền xung quanh mặt tất cả các cánh hoa từ ngoài vào trong. Sau ba vạn năm, mỗi năm hoa này từ màu tím dần dần đổi sang màu vàng. Lúc trước, hoa làm cho người ta có một loại cảm giác diêm rúa, lẳng lơ. Hiện tại thì khí tức lại trở nên vài phần tôn quý hơn trước. Ánh mắt hàn lập di chuyển xung quanh cánh hoa, nhưng trong lòng hắn vẫn còn nghĩ đến tình cảnh giao thủ với hóa thân địa trích của ba đại tổ thần lúc trước tuy rằng lần đó khiến ba người kia bị thua phải rời đi nhưng đã làm cho hắn có thêm nhận thức đối với lực lượng pháp tắc hơn nữa việc nắm giữ một lực lượng thần kỳ như vậy cũng khiến hắn sinh ra rất nhiều hứng thú một lát sau hắn chậm rãi thu tay về đứng lên đang muốn quay người đi vào bên trong khóe mắt hắn thoáng liếc qua bỗng nhiên hào quang sáng người phát ra từ phần mộ của lạc mông bên cạnh ngôi nhà gỗ lặng lẽ bay ra một vật hắn tập trung nhìn vào phát hiện là đầu của pho tượng địa chính của Lạc Mông lóe ra ánh sáng màu xanh, đang lơ lửng giữa không trung. Lúc trước, mỗi lần hắn thử tìm hiểu về tín niệm lực bên trong đầu pho tượng. Trong các lần xuất hiện dị tượng lớn nhỏ thì mãnh liệt nhất chính là lần khiến cho bức tường xung quanh tiểu viện của hắn chấn động, xuất hiện một vết nứt. Để thuận lợi dò xét, hắn liền sửa chữa lại nhà gỗ bên trong bí cảnh. Trong một tháng gần đây, ngoại trừ buổi tối phải ra ngoài để cho tiểu bình ngưng tụ lục dịch ra, phần lớn thời gian hắn đều ở đấy đầu của pho tượng dĩ nhiên cũng do hắn mang theo từ mật thất đến đây trong quá khứ chỉ cần hắn không dựa theo phương pháp ghi lại trong ngọc giản để tìm hiểu tín niệm lực bên trong cái đầu thì nó sẽ nằm im như một vật chết còn việc cái đầu chủ động bay ra như trước mắt hắn đây là tình huống xuất hiện lần đầu hàn lập lông mày cao lại đang muốn tiến lên xem xét nhưng nội tâm đột nhiên xuất hiện cảm giác vô cùng nguy hiểm vô thức nhảy lùi về phía sau né tránh chỉ nghe một tiếng rầm rất lớn một chùm ánh sáng xanh ở giữa không trung ầm ầm nổ ra một luồng sóng khí vô cùng cuồng bạo lập tức lan ra quét sạch xung quanh trùng kích bốn phương tám hướng hàn lập thoáng liếc nhìn vị trí phát nổ thấy nó cách không xa đóa hoa lớn màu tím thầm kêu một tiếng không tốt thân hình bỗng nhiên lóe lên liền phóng tới phía trước đàn hồn hoa hắn khoát hai tay trước người pháp lực quanh thân bắt đầu xuất hiện trước người hắn xuất hiện một màn sáng màu xanh ngăn cản sóng khí trùng kích lại oanh 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 từng trận sóng khí trùng kích liên tiếp không ngừng lên trên màn sáng màu xanh, rồi chấn động sang hai bên, lập tức bụi mù mãnh liệt bao quanh khu rừng. Những cây cổ thụ nằm gần trong phạm vi 10 khỏa nhau nhau đứt gãy, không thì đều đổ sụp xuống. Chỉ nghe một âm thanh oanh vang lên, ngôi nhà gỗ vừa mới được sửa lại cũng không chịu được sóng khí trùng kích, lần nữa ầm ầm sụp xuống, so với lúc trước càng thêm rách nát không tả nổi. Đầu pho tượng nổ tung, trùng kích chấn động không ngừng, qua một hồi lâu mới dần dần trở nên suy yếu chỗ ánh sáng màu xanh bên trong cũng dần dần trở nên ảm đạm đúng lúc này một mặt nạ đầu trâu to cỡ đầu người xuất hiện thình lình từ trong lam quang trực tiếp lao đến hàn lập mặt nạ màu xanh đen phía trên trải rộng một loại hoa văn cổ quái mà hàn lập chưa bao giờ nhìn thấy qua từng trận chấn động kỳ dị không ngừng truyền ra từ đám hoa văn ngay chỗ mi tâm của mặt nạ còn có một loại ký tự cổ quái theo như cách viết mơ hồ giống như hai chữ nhất và ngũ hàn lập vô thức đánh ra một quyền hướng về mặt nạ cổ quái Mặt nạ bỗng hư hóa để nắm đấm cùng cánh tay xuyên qua rồi tiếp tục bay tới, sau đó lơ lửng trước gốc đản hồn hoa. Hàn lập hơi ngẩn ra, lập tức quay người, chỉ thấy trên mặt nạ đầu trâu đột nhiên ánh sáng màu xanh lóe lên, từ đó truyền ra từng đợt chấn động màu xanh nhạt mà mắt thường có thể thấy được. Một màn quỷ dị xuất hiện, trên mặt nạ, cái miệng với đường nét cứng nhắc lại đột nhiên hơi hơi rung động, rồi phát ra tiếng người. Giao thập ngũ, trong mấy ngàn năm ngươi chưa từng chấp hành nhiệm vụ liên minh, trước đó lần thứ nhất ngươi giao nạp cung phụng để được miễn thì nay đã hết hiệu lực trong một tháng tới ngươi nhất định phải lập tức đến hải dòng đảo tụ hợp cùng giao tam đến lúc đó y sẽ dẫn ngươi đi thực hiện nhiệm vụ lần này nếu như quá hạn không đến sẽ trục xuất ngươi ra khỏi vô thường minh tất cả hậu quả một mình ngươi tự gánh chịu tiếng nói càng lúc càng nhỏ dần chấn động trên mặt nạ đã biến mất tuy nhiên nó không có rơi xuống đất mà vẫn lóe ra hào quang như trước lơ lửng giữa không trung Hàn lập nét mặt không thay đổi, bỗng nhiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn về gốc đàn hồn hoa. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, hai tay khẽ động, xuất hiện một pháp quyết kỳ dị. Bỗng nhiên, hắn thỏ bàn tay ra đưa về phía trước, một đám tinh ti lập tức từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp đâm vào nhụy hoa giống màu gà của đàn hồn hoa. Theo bàn tay của hắn chậm rãi thu hồi, tinh ti rung rung, rồi lôi từ trong đàn hồn hoa ra một đám sương mù màu đen đang điên cuồng vặn vẹo. Khi sợi khí đen vừa rời khỏi nhụy hoa, liền kịch liệt vặn vẹo giữa không chung một hồi, cuối cùng ngưng tụ lại thành một tiểu nhân cao cỡ vài tấc. Tiểu nhân màu đen kia có mặt mày, bộ dạng cùng thân thể vậy mà giống pho tượng lạc mông y như đúc. Còn khí tức hàn lập xem trên thân tiểu nhân cùng khí tức còn sót lại của đầu pho tượng thì cơ bản là giống nhau. Ngươi là, lạc mông, hàn lập quét mắt qua một cái, lông mày không khỏi nhíu lên, có chút ngoài ý muốn lẩm bẩm nói. Tiểu nhân màu đen lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, miệng không ngừng khép mở nhưng không có chút âm thanh nào truyền ra, thân hình mới vừa ngưng tụ được lại xuất hiện từng sợi khí đen nhẹ nhẹ tản ra trong không khí, thoạt nhìn có chút dấu hiệu muốn tán loạn tiêu tán. Hàn lập thấy thế, lông mày hơi hơi nhăn lại, tiểu nhân màu đen trước mắt tựa hồ chỉ là một đám thần hồn khí thức của lạc mông biến thành, không phải là thần hồn chính thức, thậm chí còn không bằng cả tàn hồn. Dưới tình hình trước mắt như vậy, có lẽ nó sẽ chống đỡ không được bao lâu, lần nữa sẽ tiêu tán. Hàn lập lưỡng lự một lát, hai tay trước người nhanh chóng bấm niệm mấy đạo pháp quyết màu xanh từ trong tay hắn bắn ra, trực tiếp đánh vào đám thần hồn khí tức của lạc mông. Bên ngoài thân tiểu nhân màu đen lóe lên ánh sáng màu xanh, lập tức hiện ra một màn sáng màu xanh, giống như một tầng quang mang bình thường, bao bọc xung quanh tiểu nhân màu đen. Những sợi tơ đen sắp tiêu tán kia bị tầng quang mang ngăn cản lại, không cách nào thoát ra được, thân hình tiểu nhân màu đen mới miễn cưỡng ổn định lại. Chỉ thấy bờ môi tiểu nhân rung rung một hồi, sau đó âm thanh khàn khàn yếu ớt như tiếng mũi truyền ra, đa tạ đạo hiếu không vội nói lời cảm tạ, đám thần hồn khí thức của người ẩn núp bên trong đàn hồn hoa rốt cuộc có mục đích gì. Mặt hàn lập không chút biểu tình, lạnh giọng hỏi, đạo hữu không phải là tộc nhân của ta, lại có thể trực tiếp kêu được tục danh của ta, tự nguyện ra tay giúp ta củng cố âm hồn, nghĩ đến chắc hẳn không phải là kẻ địch của ô mông đảo ta. Chẳng qua là vì sao, đạo hữu lại xuất hiện ở bên trong tiểu bí cảnh của ta. Tiểu nhân màu đen không đáp, ngược lại mở miệng hỏi. Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này, cứu ô mông đảo nhất mạch các ngươi từ trong tay hàn tinh tộc hiện tại bởi vì có chút nguyên nhân nên tạm thời ở tại chỗ này mà thôi hàn lập cũng không giấu giếm thản nhiên đáp nói như vậy là ô mông đảo ta thiếu nợ đạo hữu một phần ân tình rồi nhưng không biết bọn người lạc phong hôm nay ở chỗ nào âm hồn lạc mông trần chờ một chút mở miệng nói ra mặc kệ người có tin hay không tin lời ta vừa nói nhưng trước tiên thành thật trả lời vấn đề của ta bản việc khác sau hai tròng mắt hàn lập bỗng nhiên toát lên hai đạo hàn quang lạnh thấu xương, thanh âm lạnh lẽo. chương 101, vô thường minh, đạo hữu ngàn vạn lần không nên tức giận, kỳ thật việc ngươi nói đến lúc trước. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, tự bản thân ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ nhớ rõ khi đó trọng thương tái phát, lưu lại di ngôn, không bao lâu sau, liền bất tỉnh nhân sự. Cho đến mấy ngày trước, linh thức mới đột nhiên tỉnh lại, mới phát giác bản thân không ngờ đã vẫn lạc biến thành một tia âm hồn, bám vào đàn hồn hoa này. Âm hồn lạc mông đối mặt với sự quát hỏi của Hàn Lập khẽ run lên, nhưng sau đó thở dài một hơi, nói. Người đã tỉnh lại từ mấy ngày trước vì sao không hiện thân, còn muốn lén lén lút lút trốn trong đàn hồn hoa. Hàn Lập không đổi sắc mặt, tiếp tục hỏi. Cái này, thứ nhất là bởi vì khí thức của ta quả thật yếu ớt, tuy rằng vốn cũng không duy trì được bao lâu thế nhưng một khi rời khỏi đàn hồn hoa thì nhất định tiêu tán trong nháy mắt. Thứ hai là bởi vì, có chút kiêng kỵ sự hiện hữu của Liễu Đạo Hiếu, âm hồn lạc mông hơi chần chờ nói: ngươi nhận ra ta? Hàn Lập nghe vậy, lông mày hơi nhăn lại. Kỳ thật không dối gạt Đạo Hiếu. Từ khi tự mình tỉnh dậy, sau đó vào thời điểm tộc nhân cầu nguyện thăm viếng, ta có thể miễn cưỡng thông qua một tia liên hệ yếu ớt với pho tượng còn sót lại trên hòn đảo, biết được một ít chuyện gần đây phát sinh ở trên đảo. Cho nên đối với sự tình lúc trước Đạo Hiếu che chở ôm mông đảo, ta cũng biết được một ít. Âm hồn lạc mông dừng một chút sau đó trả lời như thế. Mắt Hàn Lập lạnh nhìn tiểu nhân màu đen trước mắt, không nói một lời, ý niệm trong đầu chuyển động. Căn cứ đủ loại dấu hiệu trước mắt, xem ra lời đối phương nói chắc hẳn là sự thực. Hơn phân nửa là y đã tới danh giới vẫn lạc, một ít khí thức bản thể thần hồn không biết tại sao lại bị đản hồn hoa hút lấy, mới khiến bản thân y cũng không phát giác được chút nào. Hiện tại sau khi hoa này bị hắn thúc giục đến trình độ nhất định khiến cho năng lực tụ hồn tăng lên, giúp cho khí thức đối phương một lần nữa ngưng tụ thành tia âm hồn này, mặc dù lại được chính hắn ra chỉ có thể tạm thời củng cố nhưng từ bộ dạng đối phương nói chuyện đứt quáng chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu âm hồn lạc mông thấy hàn lập im lặng không nói có chút ngượng ngùng nói lúc trước có ý lừa dối vượt qua kiểm tra của đạo hiếu cũng là hành động bất đắc dĩ mong đạo hiếu đừng trách ta cũng biết nếu đạo hiếu muốn đi nhanh trên con đường địa tiên không dám hy vọng xa vời việc đạo hiếu giúp ta khôi phục chân thân chỉ cần đạo hữu có thể đáp ứng sau này tiếp tục che chở tộc nhân của ta thì ta liền nguyện ý nói thật ra hết tất cả những điều mà đạo hữu muốn biết. Từ khi tới ô mông đảo, ta cũng chịu ân huệ của lạc gia nhất mạch. Nếu đủ khả năng, ta sẽ che chở một chút cho lạc gia. Hàn lập chậm rãi nói ra, lạc mỗ tin tưởng liễu đạo hữu là người trọng chữ tín. Đạo hữu có gì nghi hoặc cứ hỏi đi, tại hạ nhất định không biết không nói. Âm hồn lạc mông gật gật đầu nói trước tiên nói một chút về việc mặt nạ này vừa rồi đề cập đến vô thường minh rốt cuộc là chuyện gì hàn lập liếc mặt nạ đầu châu còn lơ lửng trên không trung mở miệng hỏi điều này vô thường minh nói như thế nào đây có thể nói là một tổ chức cực kỳ thần bí về tình hình cụ thể của tổ chức này thì ta cũng không rõ ràng lắm vì năm đó ta cũng là trong lúc vô tình mới gia nhập tuy nhiên thành tựu về sau của ta có thể trên thực tế tất cả cũng đều là do vô thường minh ban tặng âm hồn lạc mông tựa hồ do dự một chút sau đó mới hồi đáp a à, chỉ giáo cho trong lòng hàn lập khẽ động có chút nghi ngờ hỏi tại hạ vốn tư chất bình thường tuy có chút ít cơ duyên tạo hóa một đường phấn đấu tiến giai đến hợp thể kỳ nhưng từ đó bị khốn tại bình cảnh mọc dễ tại đấy vốn vô vọng đại đạo về sau dưới sự trợ giúp của vô thường minh đã nhận được các loại tài nguyên tu luyện cùng chỉ điểm công pháp nên từ đó tựa như thông suốt tu vi đột nhiên tăng mạnh một bước tiến giai đại thừa cuối cùng độ kiếp thành công đắc đạo thành tiên. Về sau, đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm khổ tu, nhận thấy việc tìm hiểu lực lượng pháp tác trở nên vô vọng thì lúc đó mới chấp nhận dưới sự trợ giúp của bọn họ, từ nay về sau đi trên con đường địa tiên này. Vô thường mình giúp đỡ người rất lớn, không phải là không có giảng buộc chứ. Hàn lập như suy nghĩ điều gì, nhẹ gật đầu, lại hỏi. Đó là tất nhiên, căn cứ theo ước định sau khi trở thành tiên nhân, để hoàn lại của cải hao tổn dùng cho tu luyện lúc trước sẽ phục vụ không công cho vô thường minh trong vài vạn năm sau này mới được khôi phục tự do bất quá về sau để tiếp tục duy trì tư cách hội viên ta vẫn như trước lưu lại trong minh âm hồn lạc mông khẽ thở dài tiếp tục nói chẳng lẽ sau khi thành tiên vẫn tiếp tục giữ lại thân phận thành viên minh hội này còn có chỗ tốt to lớn gì khác hay sao lông mày hàn lập nhíu lại liễu đạo hữu nói không sai vô thường minh này thần bí cùng cường đại vượt xa khả năng người thường có thể tưởng tượng hơn nữa nguyên tắc trong minh là vô luận địa vị cao thấp hết thảy tất cả mọi người thờ phụng đều có thể trao đổi năm đó ta bị trọng thương về sau muốn cải tạo hóa thân địa trích cũng là thông qua thế này mới có thể một lần nữa đổi được một cây đản hồn hoa âm hồn lạc mông chậm rãi nói ra điều này cũng có điểm ý tứ hàn lập sờ lên cằm trầm ngâm nói có thể nói chỉ cần chịu trả giá lớn tương ứng trong vô thường minh hầu như có thể đạt được hết thảy đồ vật mong muốn thậm chí còn có thể mời cường giả đến trợ giúp giết chết địch nhân. Âm hồn lạc mông tựa hồ nhớ lại rất nhiều sự tình ngày xưa, ngữ khí trở nên có chút kích động. Ta cũng không tin trên thế gian mua bán mà không quan tâm đến vốn lãi. Tiếp tục ở lại trong vô thường minh có nhiều chỗ tốt như vậy, cái giá phải trả chỉ sợ cũng không nhỏ. Hàn lập xoay chuyển lời nói, đúng là như thế, vô thường minh vốn không phải là nơi muốn lưu lại là có thể lưu lại. Ở đó, quy củ rất nghiêm, muốn duy trì tư cách hội viên thì hoặc là đúng hẹn, giao nộp thật nhiều tài nguyên hoặc phải hoàn thành một ít nhiệm vụ cấp trên giao phó nếu không không chỉ là bị trục xuất khỏi minh mà còn có thể phải trả một cái giá cực kỳ xa xỉ không cách nào lường được lạc mông cười khổ một tiếng nhiệm vụ dạng gì hàn lập mở chừng hai mắt sau đó lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú nói ra thật xấu hổ trong minh ta chỉ mới chấp hành nhiệm vụ một lần có thể nói dùng từ muôn phần hung hiểm để hình dung cũng không đủ chính là trong nhiệm vụ lần đó hóa thân địa trích của ta đã giúp bản thể đón đỡ một kích chí mạng, rồi bị hủy, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu hỏng. Bởi vậy bản thể ta dù bị trọng thương nặng nề, vẫn may mắn thoát được một mạng. Âm hồn lạc mông lắc đầu nói, cũng chính từ sau nhiệm vụ đó, các hạ đã trốn vào bên trong bí cảnh này, một mặt tu dưỡng để khôi phục, một mặt bồi dưỡng đản hồn hoa. Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó nói, đúng vậy, cũng là từ đó về sau, ta đã không còn tham gia bất luận nhiệm vụ gì trong minh trong mấy nghìn năm, ta đều một mực nghiến răng giao nạp tài nguyên để cương quyết tránh nhiệm vụ và duy trì thân phận. Âm hồn lạc mông đáp, theo lời ngươi nói như vậy, tại sao ngươi lại vẫn lạc? Theo ta được biết, mặc dù hóa thân địa trích của ngươi hoàn toàn sụp đổ, cũng không trở thành việc có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Huống chi hóa thân này của ngươi vẫn còn giữ lại được cái đầu, có thể tiếp tục tiếp nhận tín niệm lực. Hàn lập có chút chưa hiểu được, hỏi, âm hồn lạc mông nghe vậy, hồi tưởng chuyện cũ, không khỏi rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, y mới lắc đầu, có chút sầu não nói, thương thế trên thân thể ta tự nhiên sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hóa thân bị hủy nên việc thúc giục sử dụng lực lượng pháp tắc có giới hạn, do đó ta né trong bí cảnh chừng hơn 8.000 năm. Nhưng vào lúc này, một gã cửu địch không biết như thế nào lại tìm đến cửa. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể bí mật chui ra, lấy bản thể ứng chiến, cuối cùng liều mạng chấp nhận trọng thương để tiêu diệt đối phương. Sau đó mặc dù có thể trở lại bí cảnh nhưng tổn thương mới và hiểm họa cũng cùng nhau phát tác khiến cho cuối cùng vẫn là vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Nhiệm vụ nguy hiểm như thế, người chấp hành tất nhiên cũng sẽ không phải là loại bình thường. Chẳng lẽ bên trong vô thường minh này, tất cả hội viên cấp dưới đều giống ngươi, đều là dạng tồn tại tổ thần cấp 1. Hàn lập nhướng mày hỏi, điều này, ta cũng không rõ, âm hồn lạc mông lắc đầu, ngươi đã chấp hành qua nhiệm vụ một lần, cho dù ở trong minh không có người quen, nhưng tóm lại cũng phải gặp qua những thành viên khác trong minh chứ. Hàn lập lại hỏi, đạo hữu có chỗ không biết, giữa các thành viên vô thường minh sẽ chỉ gặp mặt trong lúc chấp hành nhiệm vụ, còn thường ngày thì không có bất kỳ liên hệ nào. Hơn nữa thời điểm tụ hợp, tất cả mọi người đều đeo một mặt nạ đặc thù do liên minh phát ra. Âm hồn lạc mông giải thích, đây chính là mặt nạ mà ngươi nói, vật này đích xác là có chút kỳ lạ, bản thể của ngươi đã sớm vẫn lạc, chỉ để lại một đám thần hồn cũng không tính là âm hồn. Ta tự nghĩ thần niệm cường đại đều không thể phát hiện ra, vậy mà nó vẫn có thể cảm ứng được. Hàn lập thò tay chỉ vào mặt nạ đầu châu, nói ra. Chỗ kỳ dị của mặt nạ này không chỉ có như thế. Chẳng những có thể che đậy hết thảy khí thức cùng chân dung của người đeo, đồng thời còn là bí bảo tiến hành câu thông giữa các thành viên. Một khi người đeo mất đi tư cách hội viên, mặt nạ này lập tức sẽ tự động tự tiêu hủy. Âm hồn lạc mông chậm rãi đáp, về sự tình lúc trước của mặt nạ này, người tính toán xử trí như thế nào. Tâm niệm Hàn Lập xoay chuyển, rồi hỏi, đạo hữu nói đùa, hôm nay ta bộ dáng này, tự nhiên là không cách nào theo như ước hẹn đi rồi. Trong minh mặc dù muốn tới truy cứu thì sợi tàn hồn của ta đã tiêu tán vô ảnh vô tung từ lâu. Chỉ là vạn nhất, bọn họ dẫn lây sang bổn tộc, mong rằng đạo hữu có thể thủ tín, hết sức giúp đỡ một chút. Tiểu nhân màu đen cười thảm một tiếng, lập tức nghĩ tới điều gì, mặt có chút giò xét, nói. Các hạ tính toán giỏi nhỉ, vô thường minh đúng như lời ngươi nói, Cường đại như thế, bằng một mình ta sao lại có thể giữ được ô mông đảo này? Hàn lập cười lạnh nói, tại hạ tự nhiên không dám yêu cầu xa vời việc các hạ dùng sức mạnh với đối phương, nhưng cầu các hạ có thể lưu lại một chút huyết mạch tộc nhân ô mông đảo, tại hạ cũng là vô cùng cảm kích. Âm hồn lạc mông bắt đầu đau khổ cầu khẩn hàn lập. Có lẽ còn có một biện pháp khác, chỉ là không biết có thông được hay không thôi. Hàn lập lướt mắt nhìn y, ý vị sâu xa, nói. Còn biện pháp gì, âm hồn lạc mông nghe vậy, liền vội vàng hỏi ta thay thế ngươi đi tham gia nhiệm vụ lần này ngươi cảm thấy như thế nào ánh mắt hàn lập chấp lên chậm rãi nói ra liễu đạo hữu lúc trước ta đã đề cập qua thường là trong minh phát nhiệm vụ cho làm không chỗ nào mà không phải là sự tình cực kỳ hung hiểm ngươi thật muốn đi âm hồn lạc mông nghe vậy khẽ giật mình có chút khó có thể tin nổi nói ta cũng không gạt ngươi vừa rồi nghe ngươi kể lại thì vô thường minh với ta mà nói tựa hồ có chỗ rất hữu dụng vì vậy ta cần một thân phận lưu lại trong đó. Nếu như mặt nạ này có thể che đậy hết thảy khí thức cùng chân dung người đeo nó, dù cho ta thay thế người đi thì cũng sẽ không có người phát hiện ra mới đúng chứ. Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, chương 102, đến trễ, nếu nói như vậy thì cũng đúng. Trên thực tế, giữa các thành viên vô thường minh đều chỉ nhận mặt nạ, không nhận người. Cho dù là biết rõ dưới mặt nạ, cá nhân thành viên đã thay đổi nhưng chỉ cần mặt nạ không bị hủy diệt thì vẫn được hội chấp nhận hơn nữa bởi vì trong minh nghiêm cấm các thành viên tiết lộ thân phận của nhau vì vậy chuyện thay người càng khó bị phát hiện âm hồn lạc mông cười nói nhưng lời nói đứt quáng lộ ra có chút suy yếu sau đó thấy một đám sương mù màu đen cực kỳ nhỏ từ nơi bả vai y chậm rãi chảy ra giống như ngọn cỏ lay động trong không trung liễu đạo hữu sợi tàn hồn này của ta đã nhanh chống đỡ chống đỡ không nổi rồi nếu như ngươi còn có vấn đề gì hãy tranh thủ thời gian hỏi đi tiểu nhân màu đen quay đầu lướt nhìn sương mù màu đen trên bờ vai cười khổ nói vừa dứt lời chỗ bắp chân của hắn cũng bắt đầu có một đám sương mù màu đen bật ra ta không có gì muốn hỏi nữa nếu như ngươi còn có nguyện vọng gì chưa xong thì cứ nói đi nếu đủ khả năng ta sẽ không từ chối hàn lập nhìn âm hồn lạc mông lắc đầu nói âm hồn lạc mông ngửa đầu nhìn lên trời lẩm bẩm nói sự tình lúc trước cầu mong đạo hữu có thể làm được thì được không dám còn có hy vọng xa vời khác nếu là thị nhất tộc ta ngày sau còn có thể lại lần nữa hưng thịnh thì nguyện ước thế là đủ. theo âm thanh dần dần yếu đi, thân ảnh của y cũng dần dần vặn vẹo hư hóa, hóa thành từng sợi hắc khí lượn lờ trên không, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa. Hàn Lập nhìn chỗ hư không nơi âm hồn lạc mông biến mất, có chút suy nghĩ xuất thần. phần truyền thừa huyết mạch này ràng buộc sâu xa, làm hắn không thể không rung động. sau nửa ngày, hắn mới hồi phục lại tinh thần, bàn tay cách không một chảo, liền đem mặt nạ đầu trâu kéo lại lúc này đây, mặt nạ không có hư hóa, mà là thành thành thật thật rơi vào trong tay của hắn. Ánh mắt hàn lập ngưng lại, đánh giá đường vân kỳ dị trên mặt nạ, lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Hơn nửa tháng sau, tại một hải vực ở khoảng cách không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài đảo Ô Mông, mây đen màu xám chỉ che kín toàn bộ bầu trời. Trên mặt biển, cuồng phong cuồn cuộn, cuốn theo từng cơn sóng gió động trời. Một ánh sáng màu xanh phẳng phất như bảo kiếm vô cùng sắc bén, xuyên qua trùng trùng điệp điệp sóng lớn, tách chúng thành hai nửa, tóe lên vô số sóng hoa màu bạc giống như chân châu. Bên trong ánh sáng màu xanh là một nam tử áo bảo xanh, thân hình cao lớn, mang trên mặt một cái mặt nạ màu u lam, không nhìn thấy dung mạo. Hai con người xuyên thấu qua lỗ thủng trên mặt nạ, phát ra ánh sáng bóng dạng dỡ. Người này không phải là ai khác, chính là Hàn Lập, thay thế lạc mông tiến đến đảo Hải Rong. Phía trước hắn ở ngoài mấy chục dặm trên mặt biển nổi một hòn đảo hình tròn phạm vi cùng lắm là gần dặm, đứng từ xa nhìn như một chiếc lá sen xanh biếc hơi hơi đong đưa theo sóng biển dập dềnh. Đó đúng là địa phương theo mục đích chuyến đi này của hắn. Hàn lập giảm tốc độ, bay tới gần hơn 10 dặm. Lúc này, hình dáng đảo nhỏ trở nên rõ ràng hơn. Chỉ thấy ở trên đảo rất nhiều cây hải rong sinh trưởng, cành lá rậm rạp, xanh tươi, tán cây cực lớn liên tiếp, đan sen lẫn nhau, che đậy toàn bộ đảo nhỏ. Vô số cái chạc cây trưởng thành, kích thước bằng cánh tay, tầng tầng lớp lớp sao thoa lẫn nhau tạo thành một bức tường gỗ màu xanh dày đặc. Nơi cành cây dày đặc còn sinh ra vô số rễ con dài nhỏ, có cái cắm vào trong bùn đất, có cái rủ xuống biển, rậm rạp chằng chịt nối thành một mảng, thoạt nhìn phảng phất như tròm dâu của lão già trên 80 tuổi. Hàn Lập bay đến trước đảo Hải Dông, đứng lơ lửng, nhìn vào trong đảo. Chỉ thấy khắp nơi trên mặt đất của đảo nhỏ đều là phân chim màu xám trắng, trong rừng thì lại không nhìn thấy nửa cái bóng dáng chim biển nào. Hơn nữa, Bên tai của hắn ngoại trừ tiếng ô ô khi gió biển xuyên qua trà cây thì không thấy một chút âm thanh bên ngoài nào. Toàn bộ đảo nhỏ có vẻ yên tĩnh bất thường. Đúng lúc này, một tiếng nói có chút lạnh như băng lại đột nhiên vang lên bên tai hàn lập. Sao thập ngũ, nếu như đã đến, vì sao còn không lên đảo? Trong lòng hàn lập hơi quái lạ, bởi vì thanh âm vừa rồi này không phải từ trong đảo truyền ra, mà là từ bên trong mặt nạ hắn đeo vang lên. Hắn lập tức khẽ động thân hình, từ từ hạ xuống đảo. Ở trên đảo, bùn đất rất xốp một chân vừa đạp lên đã thành một cái hố trũng nên hàn lập cứ một bước ngắn một bước dài như vậy xuyên qua rừng rậm đi tới khoảng giữa bên trong đảo nhỏ tại trung tâm đảo nhỏ có một gốc cây hải rong cực lớn ba người mới ôm xuể lấy thân cây làm trung tâm dễ con bốn phía rủ xuống đã bị chém gọt sạch sẽ tạo ra một mảnh đất trống tương đối rộng rãi trên mảnh đất trống đã có mấy đạo nhân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng phân bố ở bố phía thân cây ánh mắt hàn lập quét tới lập tức nhìn ngay người nam tử mặc áo đỏ đang ngồi ngay ngắn ở phía trước cây hải rong. Người này đeo một cái mặt nạ đầu rồng màu đỏ thắm, phía trên cũng điêu khắc rất nhiều phù văn kỳ dị. Tại mi tâm của mặt nạ này cũng có khắc ký tử cổ quái là chữ Tam. Giao Tam, trong lòng Hàn Lập khẽ động, trầm ngâm không nói. Nam tử đeo mặt nạ đầu rồng chỉ tùy ý liếc nhìn Hàn Lập đánh giá, rồi thu hồi ánh mắt, không có chút bộ dạng nào muốn cùng hắn nói chuyện. Hàn Lập tất nhiên cũng không để ý tới, mà ánh mắt xoay chuyển nhìn sang mấy gã khác. Chỉ thấy trong đó, một ngã thân hình hơi gù, mặc trên người áo bào tím rộng thùng thình, đeo một cái mặt nạ đầu dê màu lam, phía trên khắc chữ cửu. Gã đó một mực ngồi trồm hốm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất, cũng không biết đang nhìn cái gì, căn bản không có ý ngẩng đầu nhìn hàn lập. Cách bên cạnh gã không xa là một nam tử cao lớn đang đứng, đeo mặt nạ đầu hổ màu lam, hơi khẽ gật đầu với hắn một cái. Hàn Lập không nói gì, ánh mắt nhìn trên trán gã là con số nhất lục, rồi cũng khẽ gật đầu. Ở bên trái thân cây có một nữ tử mặc quần lụa mỏng, đeo mặt nạ con cú mèo, thân thể thướt tha dựa lưng vào cây hải rong, hai tay mảnh khảnh khoanh trước ngực, hơi hơi ghé mắt nhìn về phía Hàn Lập, trên mặt nạ của ả à là con số nhị nhất. Ở sau lưng phía bên kia cây cây hải rong có một gã đeo mặt nạ đầu chim ưng màu u lam, có khắc hai chữ nhị ngũ giỏ xét đi ra, liếc nhìn Hàn Lập từ trên xuống dưới, rồi lại thôi trên cành ngang bên phải cây hải rong có một thân ảnh gầy gò đeo cái mặt nạ đầu khỉ phía trên có khắc một chữ bát mắt thấy hàn lập dò xét bản thân gã thì hai con mắt màu vàng đất của gã cũng qua lỗ thủng mặt nạ nhanh như trước mà nhìn lại cũng đánh giá hàn lập ở phía dưới gã này còn có một nam tử gầy mặc áo dài lam đeo mặt nạ đầu gấu ngồi nghiêm chỉnh nhắm mắt dưỡng thần chỗ nghi tâm trên mặt nạ có khắc hai chữ nhất tam không biết có phải do trở ngại vì quy củ vô thường minh hay còn do nguyên nhân gì khác mà tất cả mọi người không hề mở miệng nói chuyện với nhau, thậm chí ngay cả tên nam tử áo đỏ đeo mặt nạ giao tam kia cũng không có nói thừa nửa chữ cùng những người khác. Hàn Lập thấy vậy, cũng chọn lấy miếng đất ưng ý rồi ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Thời gian trôi đi, đã qua 8 ngày, trong lúc này cũng không có người đến, mà mọi người ở đây cũng không có người nào nói chuyện, cũng không có người nào ly khai. Bầu không khí nơi này quỷ dị, có gan cũng không nói ra được. Cho đến sáng sớm ngày thứ 9, Thời gian tia sáng mặt trời đầu tiên trên mặt biển chiếu vào trên đảo nhỏ. Nam tử áo đỏ một mực tính tỏa tại cây hải rong bỗng hơi nhấc đầu, rồi đứng lên trên mặt đất. Một âm thanh hơi có vẻ đông cứng từ trên mặt nạ đầu rồng truyền ra. Đã đến giờ rồi, mọi người nghe tiếng, vội vàng đứng lên trên mặt đất. Nam tử gầy gò đeo mặt nạ đầu khỉ vẫn một mực ở trên cành cây, cũng lập tức từ phía trên nhảy xuống. Đúng lúc này, bên ngoài đảo nhỏ đột nhiên có một đạo lưu quang phóng tới như là cự thạch từ trên không trung lao thẳng xuống, đập vào trên đảo nhỏ. Toàn bộ hòn đảo ầm ầm chấn động, tất cả nhánh cây đều kịch liệt đung đưa. Chỉ thấy tại chỗ độn quang thu lại, lộ ra một đạo thân ảnh khôi ngô đeo mặt nạ đầu dã trư. Tên kia vừa mới lên đảo, liền hấp tấp lao đến phía trung tâm hòn đảo, nhánh cây bộ rễ ven đường đều bị hắn không tránh không né, trực tiếp đụng gãy. Đi đến trước mặt mọi người, người này nhìn quét qua một vòng. Sau đó, trực tiếp giật giọng từ cuống họng, quát, ai là giao tam. Nói xong, ánh mắt gã không hề cố kỳ quét trên thân mọi người ở đây, cuối cùng đã cũng nhìn tới trên thân tên nam tử áo đỏ đeo mặt nạ đầu rồng. Hóa ra, người chính là Giao Tam, tranh thủ thời gian công bố nhiệm vụ đi cho được việc. Sau đó, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, nam tử mặt nạ dã chưa nhìn đối phương từ trên xuống dưới đánh giá, rồi lớn tiếng nói. Giao Tam thập nhị, người đến muộn, nam tử áo đỏ nhìn qua nam tử khôi ngô, ngữ khí đạm mạc nói. Còn chưa tới nửa nén hương, cũng đáng nhắc tới sao. Tranh thủ thời gian nói chuyện chính đi, đừng chậm trễ thời gian. Nam tử khôi ngô khoát tay áo, không nhịn được nói. Hàn lập đứng ở một bên, nhưng trong lòng đột nhiên không biết sao lại nhảy dựng lên, vô thức liền thối lui về phía sau một bước. Sau một khắc, một màn làm cho mọi người kinh ngạc xuất hiện. Quanh thân nam tử áo đỏ đột nhiên sáng lên một tầng ánh sáng màu đỏ, hô một cái dâng lên một mảnh hỏa diễm đỏ thấm, bao vây quanh thân lại, một cỗ sóng khí nóng bỏng lập tức từ trên thân hắn bốc ra, bước mọi người xung quanh nhau nhau lui về phía sau. Nhưng chỉ thấy thân hình gã mãnh liệt một nghiêng về phía trước, bàn tay như đao, đâm tới phía lồng ngực nam tử khôi ngô đeo mặt nạ dã trư. Đối mặt với đòn xuất thủ không hề báo trước của nam tử áo đỏ, nam tử khôi ngô phản ứng cũng cực nhanh, lùi về phía sau một bước, hai tay trước người rất nhanh kết ấn, bên ngoài thân lập tức sáng lên một tầng quang mang màu trắng. Cùng lúc đó, một cái thuẫn hình bát giác màu trắng óng ánh cũng hiện ra trước người y. Chỉ thấy trên mặt thuẫn trải rộng hoa văn hình lục lăng, mặt ngoài lóe lên một tầng hào quang màu trắng chói mắt, từ đó truyền ra từng đợt chấn động pháp tắc. Mặc dù chỉ là thủ đoạn vội vàng ứng đối nhưng Hàn Lập lại phát hiện cỗ chấn động pháp tắc này tựa hồ so với của Hàn Khâu trước đây còn mạnh hơn vài phần. Chỉ nghe một tiếng phốc trầm đục, thanh thế va chạm kịch liệt cường đại không có trong dự liệu, cũng không có trong tưởng tượng. Hai gã này chỉ là giao thủ một kích, rồi trong nháy mắt phân ra thắng bại mọi người hoảng sợ chứng kiến bàn tay giao tam đã xuyên thấu cái thuẫn bát giác óng ánh trước mặt trực tiếp đâm vào ngực nam tử khôi ngô ở miệng chỗ vỡ trước ngực y tỏa ra đạo đạo khói trắng cơ bắp xung quanh đã bị bỏng trở thành dịch nhầy như là đốt dầu nhờn tí tách chảy xuống bất tuân điều lệnh lùi lại báo danh hủy bỏ tư cách hội viên giao tam thập nhị vô thường minh giao tam chậm rãi rút bàn tay về lạnh lùng nói lời nói vừa dứt lời Phù văn mặt nạ dã trư trên mặt nam tử khôi ngô liền sáng rõ, phanh một tiếng vỡ vụn ra hóa thành bột mịn, tiêu tán trong không khí. Dưới mặt nạ lộ ra gương mặt dữ tợn, với hai con mắt trợn lên, miệng mở lớn. Dường như y đến chết căn bản cũng không thể tin, thậm chí ngay cả một kích đối phương bản thân cũng đỡ không nổi, rồi cứ như vậy trong nháy mắt bị đánh chết. Chúc mừng U23 Việt Nam, kỷ niệm ngày thắng qua ta ở bán kết U23 châu Á 2018. 23 tháng 1 năm 2018. Chương 103, Hồng Nguyệt đảo chủ, một tiếng tách, thiên linh cái của thi thể nam tử khôi ngô bỗng nhiên mở ra. Nguyên anh màu xanh từ đó nhảy ra, trên mặt tràn đầy sự sợ hãi, hào quang trên thân sáng ngời, nhanh chóng hướng bên ngoài đảo trốn đi. Nam tử mặc hồng bào cũng không thèm liếc qua, tiện tay búng một cái, một đoàn hỏa diễm như viên đạn bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất trong hư không, không thấy dấu vết gì cả. Cách hơn 10 dặm bên ngoài đảo, một đạo hỏa tuyến màu đỏ trong nháy mắt đang đuổi theo đoàn ánh sáng màu xanh kia một tiếng bụp nguyên anh của giao tam thập nhị trực tiếp nổ tung hóa thành một mảnh oánh quang biến mất không thấy gì nữa mọi người xung quanh thấy thế đều im lặng không nói gì bởi vì cả bọn đều mang mặt nạ nên không thể thấy được sắc mặt của mỗi người như thế nào ánh mắt giao tam lần lượt đảo qua từng người một trong đôi mắt y không có bất kỳ ý tứ đe dọa hay cảnh cáo gì chỉ là ánh mắt lạnh lùng của y nhìn mọi người như là nhìn vật chết trong mắt hắn, mọi người xung quanh giống như là mấy tảng đá, mấy gốc cây, hoặc cùng lắm chỉ là một vài công cụ cho y sử dụng mà thôi. Ta tuyên bố nhiệm vụ vào lúc này, đó chính là tiến đến đảo Hồng Nguyệt, tiêu diệt đảo chủ công Thâu Hồng. Nam tử mặc hồng bào thu hồi ánh mắt, giọng điệu lạnh như băng nói. Cái gì, đúng là người này, khi y vừa dứt lời, có một tên hoảng sợ khẽ thốt lên. Điều này, mấy người khác cũng nhao nhao, giận hết da gà, đều có chút trần chờ. Dưới mặt nạ đầu trâu, lông mày của Hàn Lập cũng không khỏi nhíu lên. Lúc trước, hắn đã được Lạc Phong đề cập qua tục danh của công thâu hồng, tên đó không phải là một kẻ đơn giản. Nghe nói, tên đó là một địa tiên có tu vi chân tiên trung kỳ cực kỳ cường đại. Y tu luyện chính là thủy pháp tác lại lấy máu làm lực lượng. Thật là vô cùng hiếm thấy, nên ngày thường việc giết chóc đối với y thành tính khiến cho hung danh hiển hách tại toàn bộ hải vực Hắc Phong. Lẽ ra đối với một kẻ hung lệ như thế, cựu gia tử địch chắc chắn không phải ít. Nhưng mà, bởi vì thực lực của y quá mạnh mẽ, cộng với việc tu luyện lực lượng pháp tắc cũng quá mức quỷ dị, nên có rất ít người dám chủ động đi trêu chọc y. Không ngờ, mục tiêu lần này của bọn họ lại chính là công thâu hồng. Giao tam, đại nhân, theo ta được biết, đảo hồng nguyệt luôn có chút gì đó thần bì, rất hiếm giao tiếp cùng với các đảo khác. Và lại, từ ngàn năm trước đây, cũng chẳng biết tại sao mà đảo này lại bế quan tỏa cảng. Ngoại trừ có việc cần phải liên hệ với bên ngoài ra, còn cấm tất cả tu sĩ khác đặt chân lên đảo. Đã thế còn ra tuyên bố, hễ là ai lén xâm nhập đảo, giết chết không tha. Tên giao bát mang mặt nạ đầu dê có chút trần chờ nói. Điều này không cần các ngươi lo lắng, lúc trước trong mình đã phái người thâm nhập đảo này, cũng đã thu thập được không ít tin tức truyền về. Căn bản là định nắm giữ rõ ràng tình huống sự tình bên trong đảo Hồng Nguyệt, rồi tiến hành ra tay một lần. Nhưng mà, nửa tháng trước, cao tầng trong minh nghiêm lệnh truyền đạt, cần phải mau chóng tiêu diệt đảo chủ công thâu hồng của đảo Hồng Nguyệt. Giao tam liếc nhìn giao bát, chậm rãi nói, nghe nói bài danh thực lực của Hồng Nguyệt đảo chủ tại toàn bộ hải vực Hắc Phong cũng gần bằng với vài tên đảo chủ cường đại ở các hòn đảo trung tâm. Dưới trướng hắn còn có mấy tên tán tiên, thực lực như vậy không thể khinh thường, tên giao thập lục đeo mặt nạ đầu hổ suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. liền sau đó, một đạo âm thanh hết sức nhỏ vang lên, là nữ tử thước tha mang mặt nạ đầu cú mèo, vừa tiến lên vừa nói. Đúng vậy, huống hồ gì tên kia còn là địa tiên. Ở trên đảo Hồng Nguyệt, y đã chiếm ưu thế về địa lợi chúng ta tùy tiện tiến đến như vậy chỉ sợ nực cười cái gọi là điệt tiên chẳng qua chỉ là biết một chút thủ đoạn bằng môn tà đạo mà thôi không cần quan trọng về đạo hạnh của y tại nơi chật hẹp bé nhỏ như hải vực hắc phong các ngươi y mới có cơ hội hô mưa gọi gió giao tam nghe vậy hư lạnh một tiếng nói hàn lập đang một mực thờ ơ lạnh nhạt lúc này lại mơ hồ để ý đến giao cửa cùng giao bát có chút hít mất tự nhiên Thẳng người nhún vai, tựa hồ đối với lời nói của Giao Tam vừa rồi có chút không đồng tình. Bất quá cũng chỉ làm vậy, hai người cũng không có làm gì nhiều để tỏ rõ sự bất mãn. Ta cảnh cáo trước, lần này truy sát Công Thâu Hồng, nếu kẻ nào có ý định lâm trận rút lui, hãy nhìn vết xe đổ của Giao Tam thập nhị Giao Tam lạnh lùng cảnh cáo. Tuy rằng bọn hắn ai cũng mang mặt nạ, có mấy người nhịn không được đứng lên mặt đối mặt, xuyên thấu qua ánh mắt tìm hiểu suy nghĩ của nhau, chỉ có thể là tự cầu nhiều phúc. Giao Tam cũng mặc kệ phản ứng của mọi người, nhấc một tay vung lên không trung. Trên bầu trời, một đạo hồng quang bỗng sáng lên, bên trong hào quang, hình như có tiếng long ngâm, hiện ra một chiếc thuyền rồng dài ước chừng hai ba mươi trượng. Toàn thân thuyền đỏ như lửa, mũi thuyền có một pho tượng đầu rồng. Những đường cong uốn lượn xung quanh tràn đầy linh văn màu vàng, phía trên còn khắc nhiều đồ án hỏa vân, thoạt nhìn có chút bất phàm. Giao Tam nhảy lên, thân hình y bồng bình đáp xuống linh thuyền đầu tiên. Một âm thanh có chút khô cứng lần nữa truyền ra, còn đứng đó làm gì? Đây là Hậu Thiên Tiên Khí, quả nhiên là thủ bút của Thượng Tiên. Tên giao cửu đeo mặt nạ đầu khỉ màu lam ngửa mặt nhìn linh thuyền đỏ rực, nhịn không được tán thưởng, rồi nhảy lên mũi thuyền. Mọi người nhao nhao phi thân lên, ánh mắt đều biến đổi. Trong ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ, đa số những người này đều là tán tiên, hiển nhiên không có người nào có được tiên khí. Từ khi bước lên con đường tu tiên đến nay, chỉ sợ thấy qua cũng chưa được mấy lần. Hàn Lập cũng có chút ngoài ý muốn, nhịn không được, đánh giá chiếc thuyền nhiều lần. Mọi người nhao nhao phi lên linh thuyền, một lúc sau, hai tay giao tam đặt trước người, bấm một đạo pháp quyết, hô nhẹ một tiếng nhanh. Dưới thân linh thuyền, ánh sáng màu đỏ lập tức sáng rỡ. Từng chùm hỏa diễm tuôn ra bốn phía thành từng mảng, như là vài con hỏa long tranh nhau bay lên nâng đỡ linh thuyền, oanh một cái, phóng ngay đến cuối chân trời. Tốc độ cực nhanh, quả thực chỉ có thể dùng từ nhanh như điện để hình dung. Mấy ngày sau, tại một hải vực sóng biển cuồn cuộn xanh thẳm trên không một đạo hào quang đỏ như lửa bay nhanh tới rừng giữa không trung lộ ra một chiếc thuyền rồng màu đỏ lửa trên linh thuyền có mấy thân ảnh đang đứng đều mang mặt nạ kỳ lạ thoạt nhìn bộ dạng rất cổ quái toàn bộ đều là thành viên vô thường minh đang trên đường tiến đến đảo hồng nguyệt giờ phút này hàn lập đang đứng một bên trên phi thuyền nhìn xa xa về phía một hòn đảo lớn cách đó hơn trăm dặm tuy nói là hòn đảo nhưng nó lại lớn hơn đảo ô mông không biết bao nhiêu lần thoạt nhìn liền tưởng là một lục địa rộng lớn đây là một ít tình hình của đảo hồng nguyệt các ngươi tự mình nhìn qua một chút đi giao tam lạnh lùng nói dứt lời bàn tay vung lên mấy miếng ngọc giản màu trắng từ trong tay y bắn về phía bọn hàn lập hàn lập bắt lấy ngọc giản nhìn về mọi người đối diện chỉ thấy có mấy người trực tiếp cầm lấy ngọc giản đặt lên mi tâm của mặt nạ hàn lập bắt trước làm theo hắn đặt ngọc giản lên mi tâm của mặt nạ một lúc sau, lập tức xuất hiện hình ảnh cùng với chữ viết lơ lửng bên trong thức hải của hắn. Sau khi xem xong, lông mày Hàn Lập có chút nhăn lên. Hắn phát hiện, diện tích của đảo Hồng Nguyệt so với dự đoán của hắn còn lớn hơn nhiều, có thể chính thức xem nó là một lục địa. Đại nhân giao tam, trên bản đồ trong ngọc giản này có đánh dấu 6 7 vị trí. Chắc hẳn những chỗ này chính là những nơi mà Hồng Nguyệt đảo chủ có thể xuất hiện. Chúng ta có thể đi đến một chỗ để thăm dò chính xác cho thỏa đáng không? giao cửu đầu dê mở miệng hỏi để mau chóng xác định chính xác vị trí của y chúng ta sẽ chia thành ba hướng phân biệt thành phía đông phía tây và phía nam của hòn đảo để lẻn vào trước hết sẽ dò xét khu vực của mình sau đó nhanh chóng đẩy mạnh dò xét về phía trung tâm hòn đảo cho đến khi chính thức xác nhận được vị trí của y giao tam đầu rồng hầu như không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp hàn lập nghe vậy trong lòng khẽ động an bài thế này đúng như dự liệu của hắn trên thực tế hắn cũng mong bọn họ chia ra nhiều hướng tốt nhất là chính hắn có thể đơn độc dò xét một hướng, nhưng mà, chuyện đó hiển nhiên là không thể nào xảy ra được. Quả nhiên, hắn nghe Giao Tam mở miệng nói, Giao Bát, Giao Thập Tam, Giao Nhị Thập Nhất, ba người các ngươi tạo thành một đội, phân cho Giao Bát dẫn đội, lẻn vào theo sườn đảo phía đông, dò xét mấy vị trí được đánh dấu tại phía đông. Vâng, nam tử gầy gò mang mặt nạ khỉ vừa chắp tay, lên tiếng. Nam tử trầm mặc mang mặt nạ gấu cùng nữ tử thướt tha mang mặt nạ cú mèo cùng đồng thời gật nhẹ đầu, không nói một lời đi về đứng sau nam tử mang mặt nạ khỉ giao tam quét ánh mắt về những người còn lại nói ra giao cửu giao thập mũ giao thập lục ba người các người tạo thành đội thứ hai phân cho giao cửu dẫn đội theo hướng tây lẻn vào đảo dò xét giao cửu nhất định dốc hết sức để hoàn thành nhiệm vụ quyết không phụ lòng mong đợi của giao tam đại nhân giao cửu đầu dê lập tức tiến lên cúi đầu cung kính nói hàn lập cùng với nam tử cao lớn mang mặt nạ đầu hổ tức thì liếc nhau lập tức đi đến sau lưng giao cửu Giao Tam không liếc nhìn Giao Cửu, quay đầu nhìn về người còn lại, là một gia hỏa mang mặt nạ chim ưng, thuận miệng phân phó một câu. Giao nhị thập ngũ, người hãy theo ta trực tiếp hướng phía nam mà lên đảo. Người nọ có chút khàn giọng đáp ứng, rồi không nói gì thêm, trực tiếp đứng sau lưng Giao Tam. Công thâu hồng tinh thông huyết pháp tắc nên việc cảm ứng khí tức cực kỳ mẫn cảm. Ở trên đảo, các nơi còn bày ra một ít cấm chế dò xét. Chúng ta mặc dù được nội tầng của minh ban thưởng mặt nạ che đậy khí tức, bình thường không cần phải lo lắng bị phát hiện. Thế nhưng, nếu là tùy ý sử dụng thần thức dò xét, lập tức có khả năng sẽ bị phát hiện. Vì nguyên do đó, lúc lên đảo, nếu không phải việc cần phải sử dụng thần thức thì tuyệt đối không được tùy ý sử dụng. Ánh mắt giao tam đảo qua mọi người, giọng điệu có chứa ý vị cảnh cáo mãnh liệt. Vâng, mọi người cùng đáp ứng, ta nhắc nhở một câu cuối. Sau khi lên đảo, nếu các người phát hiện Hồng Nguyệt đảo chủ trước ta, không được hành động thiếu suy nghĩ, lập tức báo cho ta biết qua mặt nạ. Nhớ kỹ, sử dụng mặt nạ có khả năng bị phát hiện, tuy tỷ lệ không lớn nhưng cũng không nên sử dụng nhiều. Chỉ liên hệ khi bị nguy cấp, tiếng giao tam trầm đục dặn dò, hết thảy mọi chuyện nghe theo phân phó của giao tam đại nhân. Giao cửu lập tức cung kính đáp, hàn lập thò tay sờ sờ mặt nạ trên mặt, đột nhiên nhớ lại thời gian mấy ngày trước đến đảo Hải Rong. Giao tam thông qua mặt nạ truyền âm cho hắn, mặt nạ hoàn toàn chính xác có vài phần thần bí. Bắt đầu hành động, giao tam phân phó một tiếng, sau đó phất tay đem linh thuyền màu đỏ lửa thu vào sau đó y giơ tay đánh một chảo liền kéo dao nhị thập ngũ lại trước người hai đạo hồng quang đồng thời vụt sáng hơi lệch về phía nam của đảo hồng nguyệt vội vã đi trên thân bọn người giao bát cũng là nhao nhao sáng lên bay đi dao cửu đầu dê liếc nhìn về hai người hàn lập hời hợt nói một câu đi thôi thân ảnh liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh chuyển lệch hướng tây vội vã bay đi hai người hàn lập cũng đồng thời hóa thành hồng quang cùng nhau đi, chỉ là tốc độ so với mấy người lúc trước thì chậm hơn một chút. chương 104, Triều Thánh. Không lâu sau đó, Hàn Lập và hai người nữa đi tới địa điểm chỉ định, tại bãi biển phía tây của đảo Hồng Nguyệt. Điều khiến ba người kinh ngạc chính là khu vực này lại có chút hoang vô tiêu điều không có người ở. Nhưng suy nghĩ một chút, đảo Hồng Nguyệt đã bế quan tỏa cảng mấy ngàn năm, khu vực này hoang vắng cũng là một điều bình thường. Một vài cấm chế được bố trí, tuy rằng có thủ đoạn ẩn nấp xảo diệu, nhưng đối với ba gã chân tiên, bọn hắn tự nhiên có thể nhẹ nhàng tránh được mặc dù vậy ba người cũng không dám chủ quan chút nào tiếp tục ẩn nấp khí thức theo lộ tuyến định sẵn bay tới địa điểm đánh dấu đầu tiên chính là một toàn thành tên thiên thủy ba người lựa chọn phi hành trong mây để ẩn dấu hành tung của mình hàn lập vừa phi hành vừa quan sát hoàn cảnh hòn đảo khu vực phía tây của đảo hồng nguyệt phần lớn là bình nguyên trải rộng trên mặt đất là những thảm thực vật tươi tốt rừng rậm kéo dài liên miên không ngớt không biết có phải vì cấu tạo và tính chất của đất đai trên đảo, tất cả cây cối sinh trưởng đều có màu đỏ sẫm. Gió biển thổi qua lá cây rì rào, lay động, giống như nhảy múa giữa một biển lửa, cảnh tượng thực sự rất hùng tráng. Ba người bay qua rừng rậm, tiến vào bình nguyên, cách cánh rừng hơn 10 dặm, có một tòa thành không nhỏ, xa xa nhìn lại có thể đọc được tên của tòa thành được ghi trên cổng là Phong Hải Thành. Giao Cửu đeo mặt nạ hình giao chợt khoát tay, dừng lại. Hàn Lập cùng Giao Thập Lục đeo mặt nạ hình hổ lập tức dừng lại theo. Có chuyện gì vậy?" Giao Thập Lục hỏi, ánh mắt quét khắp nơi xung quanh. "Chúng ta từ lúc tiến vào đảo đến giờ, đây là lần đầu tiên gặp một tòa thành, không bằng xác nhận vị trí hiện tại. Dù sao bản địa đồ của Giao Tam đại nhân cũng không chính xác, cẩn thận kẻo đi lệch hướng." Giao Cửu trầm giọng đáp, "Cũng tốt." Giao Thập Lục nghe nói chuyện đó, nhẹ gật đầu. Hàn Lập tự nhiên là không có ý kiến gì, dù sao đã bay đi gần nửa ngày, xác thực cần xác định lại phương hướng di chuyển. Ba người từ không trung hạ xuống một cách yên lặng không một tiếng động, đi tới thành trì. Kết quả lại làm cho ba người ngạc nhiên, đều ngẩn ra. Tòa thành chỗ này không hề nhỏ, nhưng mà không chỉ cửa hàng đóng cửa, tất cả đều yên lặng, không có một tiếng động nào truyền ra, dường như bên trong không có một bóng người. Lưu ý, có thể là cạm bẫy của địch nhân. Giao cửu truyền âm với hai người Hàn Lập. Hàn Lập cùng giao thập lục khẽ gật đầu, lặng lẽ tới gần thành trì, xác nhận bên ngoài thành không có cấm chế gì, mới từ từ đi lên trên tường thành. Bởi vì giao tam dặn dò, nên ba người không thả ra thần thức, tất cả đều vận dụng các thủ đoạn khác nhau để tìm tòi, đều không phát hiện bất cứ điều gì dị thường trong tòa thành. Xem ra chỉ là một tòa thành trống mà thôi, nhưng mà có chút không đúng rồi. Giao cửu lầm bẩm nói, kỳ quái, tòa thành này không có vẻ gì cổ xưa cho lắm, không lâu trước đây có lẽ còn có người ở chứ, cũng không giống gặp địch nhân tập kích, tại sao lại không còn một bóng người. Giao thập lục nghi hoặc nói, hàn lập nhíu mày, trong lòng cũng có chút nghi hoặc hắn vừa vận dụng thần thông linh mục, chứng kiến không ít nhà cửa trống rỗng, cửa hàng hay nhà trọ cũng đóng cửa, nhưng tất cả đều còn sót lại dấu vết của người ở, có lẽ cách đây không lâu vẫn còn người. Gió lùa theo từng con đường vắng, một vài cửa sổ không được đóng kỹ, và đập tạo thành tiếng ken két, thỉnh thoảng có vài con mèo, chó hoang chạy qua, tất cả tạo nên một loại cảm giác quỷ dị. Sự tình nơi đây không có quan hệ gì với chúng ta. Vị trí của chúng ta hiện tại đã được xác nhận trên bản đồ, liền rời đi thôi, nhiệm vụ quan trọng hơn. Giao cửu mở miệng nói, hiển nhiên không muốn quản chuyện nơi đây. Hàn lập cùng giao thập lục gật gật đầu, cũng không có lòng dạ nào mà quản chuyện bao đồng. Ba người bay qua tường thành, tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu. Địa hình tiếp theo càng ngày càng bằng phẳng, không bao lâu sau, một mảnh thảo nguyên xanh tươi hiện ra trước mặt ba người. Bọn hắn có thể nhìn thấy không ít dê bò đang thong rong ăn cỏ, tuy nhiên lại không thấy một bóng người nào quanh đây. Thậm chí tại một vài thôn trấn trên thảo nguyên, cũng không thấy bất kỳ một bóng người nào. Tại phần cuối của Thảo Nguyên, lại xuất hiện một tòa thành trì. Ba người vừa gặp một tòa thành trống, mặc dù không có tính toán lưu lại nơi này, nhưng vẫn theo bản năng nhìn xuống dưới. Kết quả lại một lần nữa làm ba người kinh ngạc, ô trong thành cũng không có một bóng người nào, tại sao đây cũng là một tòa thành trống. Giao thập lục cảm thấy kỳ quái hỏi, không cần để ý, có lẽ gần đây khu vực này đã xảy ra chuyện gì đó, vì thế mọi người đã rời đi. Giao cửu suy nghĩ một chút rồi nói, nếu tòa thành tiếp theo cũng như vậy, ta cảm thấy cần phải thông báo với những người khác một tiếng. Hàn Lập nói, nhìn trên bản đồ, phía trước khoảng 2.000 dặm, còn có một tòa thành lớn. Giao cửu gật đầu nói, quả nhiên, một lát sau, một tòa thành khác đã xuất hiện trước mắt ba người. Thành này tên An Thành, diện tích khá lớn, phạm vi chừng mấy trăm dặm. Vượt qua dự đoán của đám người Hàn Lập, thành này hoàn toàn bình thường, dòng người ra vào đông như đi hội. Bên trong thành cửa hàng như rừng, phi thường nào nhiệt, ngoại trừ phàm nhân còn có không ít những tu si cấp thấp, hoàn toàn khác biệt với hai tòa thành vừa rồi. Hắc, người trong tòa thành này không ít, không lẽ những người ở hai tòa thành lúc trước đều tới đây hết? Giao thập lục thả lỏng tinh thần, dùng một giọng điệu trêu chọc nói. Hai vị đạo hiếu, thời gian chúng ta khá là đầy đủ, hai tòa thành chống có chút quái dị, có lẽ nên điều tra thoáng một chút. Thuận tiện có thể thu thập một chút thông tin về đảo Hồng Nguyệt. Hàn lập trầm ngâm một chút rồi đề nghị giao thập ngũ nói có lý chỉ cần cẩn thận một chút thôi giao thập lục nhìn hàn lập gật đầu nói nếu như nhị vị có ý kiến như vậy chúng ta tiến vào trong thành điều tra một chút nhưng phải hết sức cẩn thận giao cửu nói qua thò tay chỉ tới một quảng trường ở trung tâm của nội thành một pho tượng màu huyết hồng lẳng lặng đứng đó tản ra hào quang nhàn nhạt màu đỏ bao phủ phạm vi hơn trăm trượng xung quanh những người ở xung quanh vô luận là phàm nhân hay tu sĩ đều tỏ thái đọ vô cùng tôn sùng tất cả khi đi qua bức tượng đều kho mình hành lễ chỉ có điều những tu sĩ ở trong thành có tu vi không cao lắm cao nhất cũng chỉ đến kết đan kỳ hàn lập tự nhiên cũng đã sớm để ý tới pho tượng này chính là một pho tượng bình thường dùng để thu thập tín niệm lực đảo chủ đảo hồng nguyệt công thâu hồng chính là một gã địa tiên sắp đặt pho tượng của gã ở các nơi cũng là điều bình thường nhưng dựa vào tin tình báo của vô thường minh công thâu hồng tu luyện công pháp có chút đặc thù dường như có thể cảm nhận được những điều xảy ra xung quanh pho tượng chính vì vậy bọn họ lẻn vào tòa thành này cũng không thể lỗ mãng làm càn. Hàn lập với điều này, vẫn còn có chút hoài nghi trong lòng. Trong một đoạn thời gian trước đây, hắn đã cố gắng tìm hiểu những tài liệu về pho tượng phổ thông dùng để thu thập tín niệm lực. Những pho tượng này không phải là địa trích hóa thân, bản thân nó cũng không có ngũ giác. Nhưng nếu vô thường minh đã nói như vậy, hắn tự nhiên không rảnh đem thân ra làm thí nghiệm. Ba người tìm một chỗ hẻo lánh ở ngoài thành để hạ xuống, sử dụng bí thuật biến ảo mặt nạ thành bộ dạng của những thương gia, xen lẫn trong đám người nhập thành. Mặc dù có mặt nạ che đậy khí tức, ba người đều tận lực thu liếm khí tức bản thân. Nhìn xung quanh náo nhiệt, Hàn Lập có chút cảm khái trong lòng, hồi tưởng khoảng thời gian ở linh hoàn giới, cùng liễu nhạc nhi hành tẩu giang hồ. Lúc ấy, hắn mặc dù chưa khôi phục thần trí, nhưng khoảng thời gian này hắn vẫn nhớ kỹ. Tại tu tiên giới tàn khốc, lãnh huyết vô tình, tiểu cô nương này đã coi hắn thực sự trở thành ca ca, hết lòng chăm sóc, Điều này thực sự khó gặp, hắn mơ hồ có thể thấy một chút hình ảnh tiểu muội ảnh tử trên người đối phương. Hiện tại, nàng bị một người được coi là đồng tộc mang đi, không biết là đi tới nơi nào. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên vang lên thanh âm truyền âm của giao thập lục. Phía trước có một tử lâu, không bằng đi vào đó một chút. Hàn Lập khôi phục lại tinh thần, thuận theo lời đối phương nhìn về phía trước, xuất hiện một quán rượu ba tầng. Ba người vừa mới vào cửa, một tiểu nhị đã rất lanh lợi ra chào đón cho chúng ta một gian phòng cao cấp, yên tĩnh. Không đợi tiểu nhị mở miệng, giao thập lục đã mở miệng phân phó. Tốt, 13 vị quan khách theo tiểu nhân. Tiểu nhị liên tục gật đầu, dẫn ba người lên lầu 2, tiến vào một căn phòng sang trọng hào nhoáng. Đi hâm nóng hai bầu rượu, làm mấy món nhắm ngon nhất của quán các ngươi. Làm nhanh lên một chút, bạc này dùng để thanh toán, còn thừa cũng không cần trả lại. Giao thập lục sau khi ngồi xuống, rất quen thuộc lấy ra một thỏi bạc ném cho tiểu nhị. Hàn lập nghe vậy, liếc mắt nhìn giao thập lục, với dáng vẻ của hắn, có lẽ thường xuyên qua lại quán rượu của thế tục. Giao cửu lúc này cũng nhìn về phía giao thập lục, tiểu nhị thấy bạc, lập tức vui vẻ cười nói, miệng vâng dạ liên tục, bước nhanh ra ngoài. Ha ha, làm cho hai vị chê cười, tại hạ mặc dù sớm đã ít cốc không biết bao nhiêu năm, nhưng với rượu cùng thức ăn của thế tục, một mực không dứt bỏ được. Giao thập lục thấy ánh mắt khác thường của hai người còn lại, có chút ngượng ngùng giải thích. Đã hữu không cần ngại, mỗi người mỗi sở thích. Lại nói tiếp, ta cũng có một khoảng thời gian hưởng thụ những món ngon của thế tục, hôm nay lại hưởng thụ một lần nữa, thỏa mãn cái cảm giác được ăn uống. Sao cửu cười hạc hạc nói, tiểu nhị rất nhanh mang đến từng đĩa thức ăn, bày biện rượu cùng thức ăn lên bàn. Tay nghề của đầu bếp tại tử lầu quả nhiên không tầm thường, mùi đồ ăn cùng mùi rượu làm cho người ta chảy nước miếng. Sao thập lục rót cho mỗi người một chén rượu đầy, không khách sao uống liền một lúc hai chén, lộ vẻ thỏa mãn. Hàn lập thấy cảnh này, mỉm cười cũng cầm lấy chén rượu hơi nhấp một chút ba vị quan khách chậm dùng tiểu nhân xin phép cao lui tiểu nhị nói đang định quanh người bước ra ngoài chờ một chút tiểu nhị giao cửu đột nhiên mở miệng gọi tiểu nhị lại khách quan có gì phân phó tiểu nhị dừng chân xoay người lại cung kính hỏi ba người chúng ta là thương gia vừa mới tới từ phương nam trước đây vài ngày có đi qua phong hải thành cùng mặc lâm thành chỗ đó tại sao lại không một bóng người các ngươi ở an thanh chắc cũng biết chút tin tức chứ Giao Cửu mỉm cười hỏi, "A à, vị khách quan này hỏi chính là, bọn họ trước đây không lâu đều bị gọi đi Triều Thánh tại Hồng Nguyệt Thành rồi, tự nhiên tất cả đều đã đi, vườn không nhà trống." Tiểu Nhị vừa cười vừa nói, "Chương 105, Thương thảo, Triều Thánh." Giao Thập Lục đặt chén rượu xuống, hỏi mà không nghĩ ngợi. Giao Cửu nhướng mày, trừng mắt nhìn Giao Thập Lục, sắc mặt Giao Thập Lục lộ ra chút ảo não, hiển nhiên cũng đã ý thức được chuyện gì. "Triều Thánh, tất nhiên là đi." Tiểu Nhị đang muốn trả lời sắc mặt chợt biến đổi. Ngươi, các ngươi vậy mà không biết triều thánh. Các ngươi từ bên ngoài đến, tiểu nhị nghiêm nghị quát, đang định làm gì đó. Bỗng nhiên có hai đạo tinh quang lóe lên, rồi chui vào đầu tiểu nhị. Âm thanh của tiểu nhị bỗng dưng im bặt, thần sắc trở nên mơ màng, lập tức bị khống chế thần hồn. Hai mắt Hàn Lập hiện ra tinh quang nhàn nhạt, nhạt, nhìn thẳng vào mắt tiểu nhị. Một khắc trước khi tiểu nhị kịp hét lớn, hai tay giao cửu chuyển động liên tục, làm cho toàn bộ căn phòng được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu lam một chút âm thanh cũng không thể truyền ra ngoài được. Thật có lỗi, ta, sắc mặt giao thập lục ửng đỏ. Không sao, cũng may giao thập ngũ ra tay nhanh, giao cửu khoát tay áo. Nói đi, cái gì là triều thánh? Trong mắt hàn lập tinh quang lập lòe, đây là một loại tiểu pháp thuật mê hồn, bởi vì không thể sử dụng lực lượng thần hồn nên uy lực rất yếu. Nhưng mà, đối với người phàm như tiểu nhị thì cũng đủ xài rồi. Triều thánh là truyền thống kéo dài từ xưa đến nay, cứ cách 60 năm một lần, cư dân trong thành dưới sự dẫn dắt của thành chủ, sẽ chia thành từng nhóm tiến về thánh thành Hồng Nguyệt, lắng nghe thánh chủ đại nhân dạy bảo. Năm này cũng được gọi là năm triều thánh, tiểu nhị đáp một cách máy móc, nếu như chỉ là đi gặp mặt thánh chủ, tại sao phải mang theo tất cả tiền tài, nữ trang châu báu? Giống như là di dân vậy, Hàn Lập tiếp tục hỏi, bởi vì tất cả mọi người đều muốn trở thành người được chọn. Những người may mắn đó sẽ được thánh chủ ban thưởng cho họ thêm nhiều đất đai phỉ nhiêu tiểu nhị không chút do so dự trả lời người được chọn thì sao những người không được chọn thì sao hàn lập lại hỏi những người được chọn đều là những tín đồ sùng bái nhất đây chính là một bước lên mây còn về những người không được chọn chỉ có thể trở về trong thành tiểu nhị nói đến đây vẻ mặt lộ ra chút hâm mộ ba người hàn lập nghe chuyện đó liếc mắt nhìn nhau từ trong ánh mắt của đối phương đều thấy vài phần kinh ngạc nguyên nhân có những tòa thành trống kia là như vậy Vị thánh chủ trong lời của tiểu nhị chắc hẳn tám chín phần là công thâu hồng, đảo chủ hồng nguyệt rồi. Người còn biết gì về thánh chủ không? Sao cửu hỏi, thánh chủ đại nhân ban cho chúng ta đất đai phì nhiêu, bảo hộ chúng ta đời đời được bình an. Tiểu nhị nói không ngừng nghỉ, nhưng đều là những tin tức vô dụng đối với bọn người hàn lập. Các người có vẻ rất căm thù người từ ngoài đến, đây đều do thánh chủ dạy bảo ư. Hàn lập lắc đầu, cắt đứt lời nói của tiểu nhị, tiếp tục hỏi, Vâng, những người đến từ bên ngoài đều là tà ma hải ngoại. Thấy đất đai của đảo Hồng Nguyệt chúng ta rồi rào liền có ý muốn xâm chiếm. Một khi phát hiện, phải lập tức truyền tin cho thánh chủ, đem bọn chúng giết sạch. Tiểu nhị tiếp tục mờ mịt nói, trong lời nói lộ ra một chút khí thức nghiêm nghị, lạnh lùng. Giao thập lục khẽ hừ một tiếng, mặt giao cửu thì trầm ngâm. Mắt hàn lập hơi nheo, rồi suy nghĩ trở lại, tiếp tục hỏi thăm những vấn đề về Hồng Nguyệt đảo chủ, cũng chính là thánh chủ. Đáng tiếc, Tiểu nhị chỉ là người phàm tục, sự tình biết rõ cũng không nhiều lắm, cũng không thể hỏi thêm được bao nhiêu thứ. Hàn lập có ý bảo giao cửu thu lại màn hào quang màu lam bên trong gian phòng trang nhã lại, hắn thấp giọng niệm vài câu chú ngữ, tinh quang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Thân thể tiểu nhị chấn động mạnh một cái, ánh mắt lập tức khôi phục vẻ thanh minh nhưng nhìn xung quanh có chút ngơ ngác. Tốt rồi, nơi đây không có chuyện của ngươi, đi xuống đi. Hàn lập bình thản nói, hắn vừa mới làm phép xóa đi một ít trí nhớ vừa rồi của tiểu nhị. Vâng, mời ba vị khách quan từ từ thưởng thức. Tiểu nhị có chút mông lung, cười làm lành một tiếng, lui ra ngoài. Nguyên nhân sự việc những tòa thành trống là như vậy, chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều. Sao thập lục cười cười, nói ra, từ trong miệng của tiểu nhị cũng có một chút tin tức đáng giá. Nếu tất cả dân cư trong thành đều khởi hành đi triều thánh. Điều đó có nghĩa là, đảo chủ Hồng Nguyệt hiện nay có lẽ đang ở bên trong nơi được gọi là thánh thành Hồng Nguyệt, tiếp nhận triều thánh. Sao cửu trầm ngâm nói. Hàn Lập đang suy tư, nhẹ gật đầu. Trong đầu hắn không khỏi hiển hiện lên bản đồ của đảo Hồng Nguyệt được ghi chép bên trong ngọc giản của Giao Tam lúc trước phân phối cho bọn hắn. Bản đồ rất giản lược, đánh dấu các vị trí thành trì không nhiều. Quả thật, bên trong có một tòa thành trì tên là Thành Hồng Nguyệt, chỉ là cách thành thiên thủy khá xa. Chỉ sợ những phàm nhân này nếu muốn đi triều thánh, chắc chắn phải có tu sĩ tu vi cao cấp thông qua một vài thủ đoạn đặc thù nào đó mà mang bọn họ đi. Nếu không, lấy tốc độ của phàm nhân, cả đời cũng chưa chắc đến được đó. theo ý các người, chúng ta có nên thông báo một tiếng cho những người khác? sắc mặt sao thập lục vui vẻ, hiển nhiên cũng nghĩ đến tình huống như vậy. theo ta thấy, chúng ta đến đây dễ dàng thu thập được tin tình báo như vậy. người của vô thường minh không lẽ không thể biết được tin này? tin của bọn họ báo về có khả năng đảo chủ hồng nguyệt sẽ xuất hiện ở mấy nơi nhưng lại không đánh dấu ở thành hồng nguyệt, có lẽ là có duyên cớ. dù sao lời của tiểu nhị vừa nói cũng có thể chỉ là lời đồn đãi trong dân gian mà thôi. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch, đi đến thành thiên thủy, tìm được nội gián của Minh rồi tính tiếp. Giao cửu gật đầu nói, ba người thương lượng một phen, rất nhanh lặng yên rời khỏi thành an. Trong suốt hành trình, ba người lại thấy không ít thành trấn ở ven đường. Số lượng thành trống không ít, hầu như chiếm 2 phần 3 số lượng thành trấn mà bọn họ thấy qua. Đã biết được nguyên nhân của những tòa thành trống này, ba người tiếp tục đi, không có dừng lại ven đường. Ba ngày sau, tại một bình nguyên kéo dài ngàn dặm, sừng sững xuất hiện một tòa thành trống, màu đen, cao hơn 10 trượng. Phía xa ngoài thành, có đồng ruộng minh mông được một con sông lớn phân ra thành nhiều nhánh sông nhỏ bao quanh, phân chia thành từng khu ruộng lớn nhỏ không đồng đều. Một nhánh chính của con sông được người ta dẫn hướng, xuyên qua một ruộng lúa xanh tươi, lượn quanh cả tòa thành, tạo thành một con sông đào rộng hơn 10 trượng bảo vệ tòa thành. Giờ phút này đang là sáng sớm, cầu treo đi vào thành chưa hạ xuống. Ngoài thành, dân chúng tụ tập đông đúc hàng trăm hàng ngàn người. Bọn họ tay sách nách mang hoặc là sa phu trở giúp rất nhiều túi hàng hóa, đang đợi cổng thành mở ra. Giữa đám người, có ba kẻ mặc áo vải, đầu đội mũ rộng vành, đang đứng cạnh nhau, thoạt nhìn tựa như là nông dân, cực kỳ tầm thường. Ba kẻ đó không phải ai khác, chính là ba người Hàn Lập đã biến đổi dung mạo, thần thần bí bí đến đây. Mặt trời vừa mọc, chiếu rọi những tia sáng lên ba chữ thành thiên thủy được điêu khắc rõ to trên tường thành. Bên trong thành liền vang lên một hồi chuông vang dội liền sau đó, trong tường thành vang lên từng hồi âm thanh rình rình của bộ máy chuyển động. Dây xích sắt trên cầu treo bắt đầu chuyển động, hạ xuống từ từ. Mọi người đã chờ đợi từ lâu, bắt đầu bước lên cầu treo, nối đuôi nhau mà đi vào trong thành. Dưới thành, có một cổng tò vò, hai bên, có rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kỳ canh giữ. Đội trưởng là một gã tu vị hóa thần kỳ, mặc trường bào màu lam có thêu một vòng huyết sắc loan nguyệt trước ngực hàn lập vi không thể sử dụng thần thức để dò xét nhưng biết rõ trong thành nhất định có người có tu vi cao hơn chấn giữ qua vài lần quan sát các tòa thành khác những tòa thành ở đây giống với các hòn đảo khác tu sĩ cùng người phàm sinh sống cùng nhau bên trong thành những người phàm này cũng đã quen với sự tồn tại của tu sĩ trên đảo hồng nguyệt tu sĩ nguyên anh kỳ trở lên tựa hồ đều mặc cùng một loại áo lam huyết nguyệt thoạt nhìn giống như là cùng một môn phái nào đó sau khi đi qua cổng hàn lập thấy có ánh sáng xanh nhạt sáng lên trên đỉnh đầu hắn ngửa đầu đánh giá một chút thì thấy ở phía trên gạch đá có điêu khắc một đồ án trận pháp hình bát giác ở giữa còn khảm một gương đồng hình tròn bên trong gương đồng có một đạo hào quang đỏ nhạt mông lung rọi xuống chiếu qua một lượt từng người đang đi vào nhìn lướt qua hàn lập có thể đoán được đại khái tác dụng của trận pháp này nó dùng để dò xét các tu sĩ cố ý che giấu tung tích để phòng người ngoài lén vào trong thành đối với hàn lập mà nói trận pháp này không có chút gì phức tạp, còn chưa nói đến mức cao minh. Nếu tu sĩ đại thừa kỳ trở lên có chút ít công phu, có thể che giấu để không bị phát hiện. Nhưng mà, khí tức của tu sĩ đại thừa kỳ trở lên quá lớn, nếu không sử dụng pháp bảo đặc thù che giấu thì chỉ sợ không cần đến kính này, chỉ cần mới đặt chân lên đảo này, đã lập tức bị phát hiện. Tu vi của bọn người Hàn Lập vốn cao cường, hơn nữa trên mặt lại đeo thêm mặt nạ huyền diệu, không có chút lo lắng về vấn đề này. Ba người thản nhiên theo dòng người đang chen chúc, đi vào trong thành. Trải qua một chút thời gian phía dưới trận pháp, hào quang trong gương đồng chỉ thoáng nhúc nhích nhẹ, liền lập tức khôi phục lại như thường. Hiển nhiên là xem bọn người hàn lập như người bình thường rồi. Đi vào bên trong thành, dòng người bắt đầu chuyển hướng phân ra trái phải, cảnh tượng bên trong thành dần hiện ra trước mắt bọn người hàn lập. Trên đường cái trước mặt bọn họ, vô số hiệu buôn trải rộng, thương nhân đông đúc. Hai bên đường, khắp nơi đều trang trí, treo cờ xí thương ra để mời chào. Bất quá, bởi vì lúc này còn khá sớm, rất nhiều cửa hàng chưa mở cửa đón khách. Trên đường cái và vỉa hè lát đá ngoại trừ dân chúng bên ngoài vừa mới vào thành, cũng không có quá nhiều người. Chỉ có một số cửa hàng điểm tâm sáng đã quét dọn sạch sẽ, mở rộng cửa tiệm để tiếp đón thực khách. Bất luận thứ gì trong thành thiên thủy so với các tòa thành khác đều lớn hơn. Hai chục đường cái đông nam cùng tây bắc trải dài, chia tòa thành làm bốn khu vực lớn. Ba người hàn lập dọc theo đường cái đi vào khu vực phía nam tòa thành. Sau đó, rẽ vào một con đường nhỏ, tiếp tục đi hơn nửa canh giờ, liên tục quẹo trái rồi rẽ phải mà đi đến một ngõ hẻm vắng vẻ. Bên trong ngõ hẻm cực kỳ yên tĩnh, các dinh thự đều cửa đóng then cài, không có chút âm thanh, cũng không thấy bóng người nào. Bọn hắn đi đến một dinh thự phổ thông nằm sâu nhất bên trong ngõ hẻm, bước chân dừng lại. Chính là bên trong này, sao cửu liếc mắt đánh giá một lượt cánh cửa lớn màu đỏ sậm của dinh thự, gật đầu nói. Đây là dinh thự của thành viên vô thường minh lúc trước lẻn vào đảo Hồng Nguyệt, thành lập một căn cứ bí mật. Bọn họ đi vào nơi này, chính là tới nơi tụ họp cũng như là thu thập tin tình báo. Giao thập lục nghe vây, tiến lên vài bước, gõ cửa giống như là người dân bình thường. Gã đưa tay cầm lấy cái vòng đồng mà đầu thú được điêu khắc trên cửa ngập, gõ nhẹ hai nhịp ngắn, một nhịp dài. Âm thanh nặng nề vang vọng, nhưng sau đó trong nội viện không có chút âm thanh nào đáp lại. Hàn lập thấy lạ, định lấy thần thức dò xét một phen nhưng nhớ lại lời cảnh cáo lúc trước của giao tam không thể tùy tiện sử dụng thần thức nên thôi giao thập lục cùng giao cửu đương nhiên cũng phát hiện sự tình tựa hồ có chút không thích hợp nhưng hiển nhiên cũng có băn khoăn giống hàn lập nhưng không có ý định sử dụng thần thức trong đầu giao thập lục xoay người lại ánh mắt do dự liếc nhìn hai người phía sau ánh mắt hàn lập híp lại một cái không nói gì giao cửu tức thì suy nghĩ một chút dùng tay ra hiệu cho hai người còn lại chuẩn bị tác chiến ngay trước khi ba người chuẩn bị hành động bên trong dinh thự lại đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh lục lạc đang lay động là ba dài một ngắn như đã ước định ba người hơi ngẩn ra theo âm thanh nhìn về phía cửa lớn giao thập lục suy nghĩ một chút sau đó thoáng tăng thêm lực đạo trên tay rất nhanh đập cửa ba cái một lát sau cửa lớn màu đỏ sậm kêu kết một tiếng mở vào bên trong một khe hở rộng cỡ một người từ đó lộ ra trước mặt là một gã nam tử trung niên mặt to vào đi người nọ đánh giá ba người ngoài cửa một chút hạ giọng nói ra chương 106, không gian máu. Hàn Lập đánh giá tên nam tử trung niên mặt to, liền phát hiện bộ mặt của gã hiển nhiên cũng là do mặt nạ vô thường minh nguyễn hóa ra. Dùng cái mặt nạ biến ảo dung mạo mặc dù nhìn như thường nhân, không có đặc biệt gì nhưng với người cùng mang mặt nạ trước mặt, hắn lại có thể cảm thấy mặt nạ có một tia liên hệ yếu ớt, giống như sự liên hệ giữa các thành viên vô thường minh với nhau. Giao cửu cùng giao thập lục cũng phát hiện điểm này, lập tức theo thứ tự bước qua khe cửa đi vào trong viện. Hàn Lập thoáng do dự, rồi cũng đi vào theo nam tử mặt to sau khi thấy ba người đều tiến vào viện liền thò đầu ra bên ngoài cửa nhìn quanh một lượt rồi mới khép cửa lại gian viện này ước chừng lớn hơn trăm trượng bên trong trừ việc trồng một cây cổ thụ khô héo thì cũng chỉ đặt một bộ bàn ghế đá màu xanh nâu xếp dưới tảng cây trừ xung quanh gốc cây cổ thụ là bùn đất còn các chỗ khác đều lát gạch xanh mới tinh phía trên sạch sẽ không có đến một chiếc lá khô càng tiến sâu vào bên trong đối diện cửa lớn là một gian nhà chính hai bên còn có vài gian xương phòng lúc này đều đóng cửa nam tử mặt to một mặt đi trước dẫn đường một mặt quay đầu lại nói với ba người biết bên trên phái người đến tại hạ ở đây chờ đã lâu không biết lần này là vị đại nhân nào chủ trì hàn lập từ khi tiến vào viện đến bây giờ vẫn quan sát người trước mặt ngay khi đối phương hỏi vấn đề này thì trong mắt của hắn đột nhiên ánh lên vẻ lạnh lẽo nhấc một quyền đập tới hậu tâm của tên này tên này hiện lên vẻ sợ hãi nhưng tựa hồ sớm có dự phòng sau lưng đột nhiên sáng lên một mảnh hồng quang, huyễn hóa ra một mặt khiên tròn mịt mở ánh bạc chắn lại. Chỉ nghe bành một tiếng trầm đục, khiên tròn ánh bạc ầm ầm nổ tung, tên này bị nện bắn ra ngoài, ngã xuống thềm đá trước nhà chính, miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, khí tức lập tức uể oải không ít. Hai người giao cửu hiển nhiên cũng đã nhận ra không đúng. Ngay tại thời điểm ba người đang định tiến lên thì dị biến phát sinh. Chỉ nghe một âm thanh ô, o, o, N, G vang lên hư không bốn phía mơ hồ bắt đầu vặn vẹo một hồi lấy tiểu viện làm trung tâm trong phạm vi mấy trăm trượng đồng thời sáng lên từng đạo hồng quang mút trời tiếp theo giữa không trung hiện ra một hư ảnh trận đồ màu máu to lớn mặt ngoài vô số phù văn màu máu lượn lở bất định không chờ ba người hàn lập kịp phản ứng trung tâm trận đồ lóe lên hồng quang lập tức ba người cùng cả tên nam tử mặt to cùng xuất hiện bên trong một không gian màu máu không gian này thoạt nhìn không giống thế giới thật khắp mọi nơi phảng phất như vô biên vô hạn ở không trung phía trên đỉnh đầu mọi người đều có một tầng mây màu máu dày đặc, đất ở dưới chân là một mảnh đỏ thấm, phảng phất thấm đầy máu tươi, cùng với không khí xung quanh cũng tràn ngập mùi máu tanh, cực kỳ khó chịu. Ngay lúc mấy người còn chút kinh nghi, chưa kịp quan sát bốn phía thì toàn bộ không gian màu máu bỗng nhiên chấn động mạnh một cái. Mặt đất xung quanh lập tức nứt ra mấy trăm kẽ nứt lớn nhỏ không đều, rồi từ đó bốc lên từng cỗ xương mù màu máu nồng đặc. Từ bên trong xương mù, từng đạo thân ảnh mơ hồ đi ra âm thanh quỷ khóc nổi lên, xuất hiện từng con toàn thân đầm đìa máu tươi, phảng phất như người vừa bị lột ra. Những huyết quỷ hình người đang từ trong kẽ nứt không ngừng leo lên trên mặt đất. Những con huyết quỷ dữ tợn này vừa mới leo ra, liền phát ra từng tiếng kêu khàn khàn cổ quái, nhao nhao đánh tới chỗ mấy người hàn lập. Nhị vị đạo hữu cẩn thận, không nên chỉ chú ý những con huyết quỷ đó. Khí tức nơi này cũng không bình thường, ánh mắt giao cửu đảo qua trên người những con huyết quỷ kia, tiếp theo vừa liếc nhìn bầu trời máu, vừa nhắc nhở hai người Hàn Lập. Hàn Lập tất nhiên cũng phát hiện, mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ không gian này tựa hồ ẩn chứa một loại lệ khí quỷ dị, có thể xâm nhập thẳng đến thức hải con người, làm cho ở sâu trong đáy lòng người ta sinh ra một loại cảm giác cuồng bạo. Bất quá, với thần hồn cường đại của hắn thì cấp độ ảnh hưởng tầm đó không đáng để lo. Giao cửu nhắc nhở qua hai người, rồi bàn tay khẽ đảo lấy ra một khối mỹ ngọc trắng muốt được sợi kim tuyến buộc xuyên qua, đeo lên cổ. Bạch ngọc lóe lên oánh quang, tản mát ra một mảnh hào quang óng ánh, bao phủ cả người y. Tiếp theo, y vùng bàn tay kia lên, làm quang lập lòe trước người. Một làn sóng nước màu lam cuồn cuộn tuôn ra, lập tức tràn đến trước người hơn 10 con huyết quỷ, rồi cuốn vào trong đó, xé thành nát bấy, hóa thành từng đoàn huyết vụ tiêu tán. Giao thập lục cũng không nói một lời mà lấy ra một phù lục màu tím dán lên chỗ mi tâm của mình. Tử quang lóe lên, phù lục biến mất. Tiếp theo, y khẽ quát một tiếng, trong cơ thể truyền ra tiếng vang ken két cơ bắp trên cánh tay cùng ngực bụng bắt đầu nhanh chóng phồng lên. Chỉ thấy thân hình y cao lớn lên, rồi tựa như một vì sao sáng lao như cự thạch nhập vào trong đại quân huyết quỷ phía trước, lập tức nện bảy tám đầu huyết quỷ thành nát bấy. Hàn lập thấy vậy, cũng giả vờ giả vịt mà lấy ra một viên đan dược nuốt vào, rồi đi nhanh về phía trước. Hắn nhảy tới, hai quyền phanh phanh ném hai con huyết quỷ gần đó bay ra ngoài. Hai con huyết quỷ trên đường bay đi còn đập vào hơn 10 con huyết quỷ đang vào tới. Sau mấy tiếng trầm đục phanh phanh liên tiếp, tất cả bọn chúng đều hóa thành một mảnh huyết vụ. Ba người phát hiện rất nhanh, bọn huyết quỷ này giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới mặc dù nhìn như hung thần ác sát nhưng cũng không khó đối phó, thậm chí có thể nói là không chịu nổi một kích. Nhưng phiền toái là bọn chúng giống như là vô cùng vô tận. Đánh bại xong một đám, rất nhanh sẽ có huyết quỷ từ kẽ nước trên mặt đất xuất hiện càng nhiều, tiêu diệt như thế nào cũng không hết. Xung quanh ba người rất nhanh bị hàng trăm con huyết quỷ vây quanh, chật như nêm cối. Mà ở một bên, tên nam tử mặt to bị Hàn Lập đánh thương, trong hai mắt gã có chút phiếm hồng, mang bộ mặt kinh hoàng giống như ban ngày trông thấy ma vậy. Gã không ngừng tế ra các loại pháp bảo, lấy ra một bộ trận kỳ bố trí ở xung quanh, tiếp theo lại tế ra một bảo kính, treo ở trên đỉnh đầu, trên người lóe lên hồng quang lóe, liền hiện ra một bộ áo giáp huyết hồng trên người. Chỉ thấy một tầng tiếp một tầng quang cháo phòng hộ, không ngừng hiện ra bốn phía, tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy gã huyết quỷ bên ngoài xông tới nhưng trong lúc nhất thời không gần được thân gã chỉ có thể điên cuồng mà vung vẩy quỷ trảo công kích lên bảy tám tầng quan cháo phòng hộ nam tử mặt to tựa hồ vẫn có chút không yên tâm tay nắm một thanh trường kiếm màu máu ánh mắt nhìn quanh mọi nơi lộ ra vẻ nôn nóng bất an hiển nhiên là mặc dù gã có thể dùng pháp bảo pháp trận ngăn cản số huyết quỷ nhưng không cách nào ngăn trở mùi máu tanh xâm nhiễm thần hồn quả nhiên cũng không lâu lắm hai mắt gã đỏ rực màu máu ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng như là mất đi lý trí, tay vung vẩy huyết kiếm chém loạn xạ. Do không còn sự khống chế của gã, uy lực pháp bảo, pháp trận xung quanh giảm nhiều, tầng ngoài cùng quang cháo rất nhanh đã bị huyết quỷ xé rách thành nhiều mảnh nhỏ. Cách đó không xa đang chém giết huyết quỷ, Hàn Lập thấy một màn như vậy, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhanh chóng truyền âm với hai người giao cửu. Quỷ vật này giết càng nhiều sẽ khiến mùi máu tanh nơi đây càng nồng đặc. Không sai, chúng ta nhất định mau rời khỏi đây, nếu không một lúc sau, khó đảm bảo sẽ không bị ảnh hưởng. Giao cửu cũng có chút giật mình nói, nhị vị đạo hiếu, ta có biện pháp có thể phá vỡ không gian nơi này nhưng cần hai vị hộ pháp cho ta một lát. Giao thập lục đánh bay mấy con huyết quỷ trước mặt, rồi trả lời nhưng ngữ khí có chút rồn rập. Tốt, đạo hiếu cứ việc thi pháp. Hàn lập nói, rồi hai tay như thiểm điện vung một trảo trước người, lập tức hai con huyết quỷ bị ném về phía bên trái giao thập lục, đập vào một đám huyết quỷ. Giao cửu bên kia một hơi đánh bay mấy con huyết quỷ ngăn trước người. Rồi thân hình nhảy về phía bên phải giao thập lục. Hai tay giao thập lục bấm niệm pháp quyết, trong miệng cũng đồng thời vang lên âm thanh ngâm tụng. Nương theo một hồi âm thanh trầm thấp ù ù, một đoàn hơi nước hào quang màu lam ngưng tụ trước người giao cửu, từ đó truyền ra từng trận thủy chi lực nồng đậm. Chỉ nghe trong miệng y quát một tiếng đi, hai tay lập đẩy mạnh về phía trước. Ngao, một hồi âm thanh long ngâm vang lên, bên trong tầng hơi nước lập tức lao ra phía trước là một con thủy long màu u lam. Dương Nhanh múa vuốt phóng về đại quân huyết quỷ phía bên phải giao thập lục. Một hồi oanh 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 rền vang, sóng nước văng khắp nơi, trong chớp mắt liền có mấy chục con huyết quỷ bị thủy long xông đến quật ngã, loạn cả quân đoàn. Cùng lúc đó, thân hình Hàn Lập đã xuất hiện phía bên trái giao thập lục, không ngừng xuyên thẳng vào bên trong huyết quỷ, song quyền đại khai đại hợp đem lũ huyết quỷ từng con đánh bay, hai mắt chớp động lam quang quét tới bốn phía. Giao thập lục thấy vậy, thân hình nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, rồi khoanh chân ngồi xuống chỗ này vung tay lên, trước người liền hiện ra một đạo ba lăng hình dáng thiết trùy màu đen, mũi nhọn hướng lên trên, chĩa thẳng lên vòng trời. Mặt ngoài vật này trải rộng từng vòng phù văn tối nghĩa rất nhỏ, truyền ra từng trận không gian chấn động, thoạt nhìn tựa hồ là một kiện hậu thiên tiên khí cấp thấp ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc. Một màn này để lại trong mắt hai người Hàn Lập cùng giao cửu một tia kinh ngạc. Dù sao bên trong toàn bộ hải vực Hắc Phong, người có được tiên khí số lượng không nhiều lắm, huống chi giao thập lục chỉ là một gã tán tiên chỉ thấy hai tay giao thập lục vén trước người, âm thanh chú ngữ trầm thấp từ trong miệng từ từ truyền ra. Sau một lát, âm thanh ngâm tụng trong miệng y dừng lại, y thò tay vòng ra bên trên thiết trùy trước người, lập tức trong lòng bàn tay bị rách ra một vết, máu tươi chảy ra ồ ồ. Khi nhiễm máu tươi, thiết trùy lập tức rực rỡ hào quang, phảng phất như bốc cháy, trở nên đỏ thấm. Chấn động không gian phía trên truyền ra càng trở nên mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, một chỗ tại không gian màu máu đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Hàn Lập cùng giao cửu lập tức nhìn về phía âm thanh truyền. Chỉ thấy vòng bảo hộ xung quanh tên nam tử mặt to đều đã bị xé nát. Toàn thân gã cũng đã bị huyết quỷ rậm rạp chẳng chịt bao phủ ở bên trong. Nhưng sau một khắc, đột nhiên từ đó sáng lên một đoàn hồng quang, tiếp theo lóe lên từ bên trong huyết quỷ, rồi nhanh chóng vọt ra. Đó là nguyên anh của nam tử mặt to, trong tay cầm một thanh huyết sắc tiểu kiếm, trên mặt đầy vẻ điên cuồng mà sông lên trên trời. Nhưng mà, còn không đợi nguyên anh bay ra xa, dị biến lại xảy ra. Trên bầu trời một mảnh huyết vân đột nhiên nứt ra một vết rách, từ đó bay ra một cái bát tròn màu tím. Bát tròn quay tít một vòng, truyền ra một hấp lực vô cùng cường đại, lập tức thoáng một cái liền hút Nguyên Anh không có lý trí vào trong đó. Nguyên Anh vừa mới vào bát, một cỗ lực lượng quỷ dị liền lập tức nhào tới, xoắn nó thành nát bấy, hóa thành một mảnh hồng quang óng ánh chui vào bên trong bát. Sau đó, mặt ngoài thân bát hiện ra một đám phù văn khó hiểu, mơ hồ hắc quang, giống như được khắc sâu ở trên đó chương 107, thoát khốn. Ngay lúc bát tròn thôn vệ Nguyên Anh, một gã trung niên một lão giả tầm hơn 60 tuổi, mặc áo bảo huyết nguyệt màu tím bỗng bay ra từ bên trong huyết phân. Hắn không nói hai lời, khoát tay chỉ vào bát tròn đang lơ lửng giữa không trung Chỉ nghe một tiếng ô, ô, n, g. Những phù văn ở mặt ngoài bát tròn bỗng hiện lên những hắc quang sáng rõ, đan xen với nhau hóa thành vô số đường vân tỉ mỉ. Liền sau đó, một đạo hắc quang to cỡ bát ăn cơm, được ngưng tụ lại bên trong bát, hướng về chỗ của Giao Thập Lục đang đứng phía dưới mà bắn ra. Tốc độ bắn ra còn nhanh hơn tốc độ chạy trốn của Nguyên Anh, hai người Hàn Lập thì đang bị lũ huyết quỷ vây quanh cản trở, muốn ra tay ngăn cản cũng không kịp. Giao Thập Lục đang ở thời khắc cuối cùng của quá trình thi pháp, khi đối mặt với tình huống đột ngột này, có muốn tránh cũng không thể được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giao Thập Lục đành phải chuyển hướng của tiêm trùy. hướng về phía đạo hắc quang đang bay tới, thay vì đâm thẳng lên vòm trời như dự tính ban đầu. Phía trên thiết trùy đã trở nên đỏ thấm, bỗng một đạo hào quang lóe sáng lên, hắn chưa kịp bắn ra tiêm trùy thì đã bị đạo hắc quang kia đập trúng. Một tiếng nổ tung ầm ầm phát ra, chỉ thấy trước người của giao thập lục đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng mặt trời, hào quang đỏ thấm tỏa sáng chói mắt. Một cỗ sóng khí vô cùng cuồng bạo xuất hiện, quét sạch bốn phương tám hướng, đem đám huyết vụ xung quanh đẩy ra một khoảng mấy trăm trượng. Huyết quỷ rậm rạp đông đúc bị vòi rồng quét sạch, thổi tung bay ra ngoài hàn lập cùng với dao cửu cắn răng cố gắng bay ngược hướng sóng khí trùng kích phóng về phía giao thập lục nhưng chưa kịp hướng về phía giao thập lục đã thấy từng tia xích mang thu lại hai người ánh mắt khẽ giật mình hai mắt dao thập lục nhắm nghiền toàn thân tê liệt ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh trên tứ chi và thân thể của y mấy đạo cột sáng hóa thành khoan sắt trói lại ghim y trên mặt đất mơ hồ có thể thấy từng đợt pháp tác chấn động truyền ra từ trên đó ngay sau đó bầu trời truyền ra âm thanh sấm chớp liên tục dày đặc thân hình hai người hàn lập khựng lại, lập tức nhảy lùi về phía sau. Oanh long long, từng đoàn lôi hỏa đỏ thấm to như cối say đánh xuống, nhao nhao nổ tung, lập tức lôi quang trói mắt đem vị trí hai người hàn lập vừa đứng bao phủ. Hàn lập cùng giao cửa ổn định thân hình lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên tay tên lão giả áo bào tím đang nâng cái bát tròn. Gương mặt gầy gò của y bị một tầng ánh sáng hồng quỷ dị bao phủ. Xung quanh y là từng đám mây máu màu đen, bên trong hiện ra từng luồng điện quang hắc hắc, lão phu đã sớm nghi ngờ những kẻ kia nhất định còn có đồng lóa, không ngờ lại đến đây là ba gã chân tiên. Làm cho lão phu có chút thụ sủng nhược kinh, các người nếu không muốn mất đi thần trí hoàn toàn, thì ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi. Lão giả thấy hai người hàn lập nhìn, hắc hắc một tiếng nói. Các hạ nếu là kẻ thức thời, tranh thủ thời gian mà thả chúng ta ra ngoài. Giao cửu lạnh lẽo nói, chật chật, sắp chết đến nơi mà còn dám phát ngôn bừa bãi. Đã như thế, để lão phu chiêu đãi các vị một phen lão giả áo bào tím cười lạnh một tiếng nói vừa dứt lời bát tròn từ trong tay y bay ra quay tít một vòng bên trong đám mây máu màu đen lập tức lôi minh mãnh liệt hàng trăm đạo lôi hỏa đỏ thẫm bay xuống như là mưa sao băng lửa hướng về hai người hàn lập chụp xuống oanh long long liên tiếp từng tiếng nổ rung trời vang lên khiến cho toàn bộ không gian đều kịch liệt rung chuyển mỗi khi một đoàn lôi hỏa rơi xuống sẽ để lại trên mặt đất một cái hố to từ đó, nổ bung từng bồng huyết sắc hỏa diễm, bắn tung tóe khắp bốn phía. Chốc lát sau, bên trong phạm vi vài dặm ở cả vùng đất, khắp nơi trong tầm mắt bọn người Hàn Lập đều là từng đoàn huyết sắc hỏa diễm màu sắc u ám, thoáng như là từng đóa sen lửa đẹp đẽ tràn ngập cả đại địa, truyền ra từng luồng nhiệt độ nóng kinh người. Không biết lão giả cố ý hay là vô tình, mà những chỗ lôi hỏa rơi xuống đều không trúng vị trí của giao thập lục đang bị khống chế. Chỉ có điều, không ít hỏa diễm bắn tung tóe trúng khắp người của hắn, đem hắn từ trong trạng thái hôn mê phải tỉnh lại, toàn thân bị bỏng, gương mặt tràn đầy vẻ đau đớn, liên tục rên rỉ không ngừng. Hai con người Hàn Lập Lam quang lập lòe, thân hình không ngừng chuyển động né tránh lôi hỏa đang bay đầy trời cùng với bọn huyết quỷ, nhưng hắn cũng không thể tránh được, bị ngọn lửa bắn tung tóe lên người. Thân thể của hắn đến ngày hôm nay vẫn có cảm giác bỏng nhẹ từ ngoài ra truyền đến. Mà càng quỷ dị hơn chính là hắn cảm thấy máu huyết trong cơ thể mình trở nên sôi trào theo ngọn lửa này. Trong nội tâm hắn, một tia ý chí cuồng bạo nổi lên. Dưới sự thúc giục của tâm niệm, một luồng ý chí mát lạnh từ đan điền bay lên, chuyển động một vòng khắp đầu hắn, lập tức tia ý chí cuồng bạo đột một tan thành mây khói. Cách đó không xa, trong tay giao cửu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ra thêm một hồ lô màu lam, đang phun ra từng cỗ thủy quang màu lam. Xung quanh hắn xuất hiện một màn nước màu xanh, giúp hắn tạm thời có thể tránh được huyết diễm xâm nhập. Nhưng lúc, lôi hỏa rơi xuống tràn ngập bốn phía cùng với huyết quỷ vây đánh, có chút cảm giác chống đỡ không nổi. Một khắc sau, xung quanh không gian đã cơ hồ bị huyết sắc hỏa diễm bao trùm, không gian để hai người bọn Hàn Lập có thể trốn tránh càng ngày càng nhỏ. Trong lúc này, huyết quỷ tuôn ra tại cái nước trên mặt đất càng ngày càng nhiều. Bọn chúng có vẻ hoàn toàn không bị ảnh hưởng của huyết diễm, ngược lại, nhiều huyết diễm nên bọn chúng càng trở nên nhanh nhẹn mạnh mẽ, hung hãn không sợ chết hướng về bọn Hàn Lập vây đánh giết tới. Thân hình giao cửu nhoáng cái né tránh mấy đoàn lôi hỏa, lập tức trung quang không ít huyết quỷ xông tới ánh mắt của hắn ngưng trọng đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái há mồm phung ra một chút tinh huyết lóe lên rồi đột nhiên thẩm thấu vào trong hồ lô màu lam trên tay hắn lam mang phía trên hồ lô bỗng phình to vô số phù văn màu lam thoáng hiện ra bên trong hồ lô một hồi âm thanh như tiếng nước sông lớn chảy nhanh vang lên rầm rầm sóng nước cuồn cuộn trào ra từ miệng hồ lô hóa thành từng tên thủy binh mặc giáp xanh tay cầm băng mâu nghênh chiến huyết quỷ bốn phương tám hướng làm xong mọi việc giao cửu môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho hàn lập đang đứng cách đó không xa giao thập ngũ nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi ta nghĩ cách kiềm chế lão giả kia người nhanh đi cứu giao thập lục thoát khỏi nguy khốn sau đó giúp hắn phá vỡ không gian nơi này nói xong một tia hồng quang trong mắt giao cửu lóe lên toàn thân hóa thành một đạo cầu vồng óng ánh lao thẳng đến lão giả áo bào tím đang ở giữa không trung hàn lập tỏ vẻ thờ ơ tựa như không nghe thấy lời của giao cửu cũng không trả lời y hắn đang đưa tay đánh ra mấy quyền kích lên mấy con huyết quỷ đang bao vây xung quanh, sau đó thân hình chấp động xuất hiện bên cạnh mấy đoàn lôi hỏa. nhưng đột nhiên hắn thay đổi phương hướng, bay vòng qua hướng về một chỗ hư không vội vã bay đi. thật khó khăn để giao cửu kiềm chế được lão giả áo bào tím. thấy tình hình vậy, giao cửu nao nao lập tức thở hổn hển vẫn nổ quát. giao thập ngũ người muốn đi đâu? chưa kịp dứt lời, một đạo hắc quang ngưng thực phá không lao tới. Chính là lão giả áo bào tím thúc dục bát tròn trong tay thực hiện công kích, hướng đỉnh đầu giao cửu nhanh chóng bắn xuống. Hắn vội vàng thúc dục hồ lô màu lam trước người, từ hồ lô, mấy đạo lam quang phun ra, cuồn cuộn một hồi hóa thành một vòng xoáy màu lam khổng lồ trước người giao cửu. Chỉ nghe một âm thanh bành vang lên, đạo hắc quang rơi vào trung tâm của vòng xoáy, một đoàn hắc quang nổ tung từ bên trong, vòng xoáy màu lam phát ra âm thanh ù ù rồi cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng vào lúc này, tiếng xé gió đại tác thình linh mấy đạo hắc quang ngưng thực từ bên trong bát tròn ra, làm cho giao cửu lúc này không để tâm đến hàn lập, thúc giục hồ lô màu lam pun ra lam quang không ngừng, dốc sức liều mạng ngăn cản lại. Giờ phút này, hồng quang trong mắt hắn càng lúc càng đậm, chỗ miếng bạch ngọc đeo trước ngực trở nên ảm đạm, không sáng óng ánh long lanh như lúc trước. Ha ha, đồng bọn của ngươi đã vứt bỏ người mà đi rồi. Bất quá ngươi cứ yên tâm, hắn căn bản không có khả năng thoát khỏi huyết mang không gian này đâu. Lão giả áo bào tím không thèm nhìn đến hàn lập, thúc giục bát tròn trong tay, cuồng tiếu nói. Lúc này, Hàn Lập cũng đã nhân cơ hội mà xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, cũng không nói hai lời nâng nắm tay lên, hướng về một chỗ phía trước đánh xuống một quyền. Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, toàn bộ không gian màu máu bỗng nhiên chấn động, một đạo ánh sáng sáng ngời tại chỗ Hàn Lập đánh ra. Sau đó, liền hóa thành một đạo kẽ nứt màu trắng kéo dài mấy ngàn dặm. Một hồi âm thanh giống như mặt kính bị vỡ vụn vang lên, toàn bộ không gian màu máu lập tức nứt gãy từ chỗ khe nứt màu trắng, tiếp theo đó liền hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất. Bốn phía bỗng nhiên sáng ngời, thân ảnh đám người Hàn Lập lại một lần nữa xuất hiện trên không tại tiểu viện ở thành Nam Thiên Thủy. Mà ngay lúc này, ở trong con đường tắt ngoài dinh thự, có tám gã tu sĩ mặc áo lam huyết nguyệt nằm ngổn ngang lộn xộn, bên cạnh còn giải rác một ít trận bàn. Bọn họ chính xác là bọn đã triệu hồi cùng với khống chế pháp trận không gian màu máu. Tất cả đều là tu sĩ hợp thể kỳ. Lúc Hàn Lập đánh vỡ không gian, tựa như bọn họ gặp phải một loại phản phệ, làm cho thất khiếu chảy máu, trở nên hấp hối. Mà ở trong sân, thân thể giao thập lục toàn thân cháy đen, không cử động, nằm cạnh gốc cây khô héo. Quang Thiên màu đen trên người đã biến mất không thấy gì, khí tức toàn thân của hắn cũng lộ ra có chút bất ổn. Nhưng mà, cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, trên không tiểu viện nổ tung tạo ra một mảng sáng chói mắt, hai đạo thân ảnh từ đó bay ra, bắn về hai phía hướng của nhà chính là giao cửu hào quang màu đỏ trong hai mắt cũng dần dần rút đi thần thức một lần nữa trở nên tỉnh tháo trong mắt hắn hiện lên một tia vui mừng hướng còn lại chính là lão giả áo bào tím sắc mặt lão lúc này đã trở nên hết sức khó coi một chút kinh hãi xuất hiện hắn nhìn về phía hàn lập ánh mắt lộ ra cực kỳ oán độc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới người thoạt nhìn có thực lực yếu nhất trong ba người chính là hàn lập lại có thể phát hiện được điểm yếu của đại trận lại chỉ dùng sức của một mình Hàn Lập mà có thể đánh được cả tòa đại trận chỉ trong một lần. Phải biết rằng, không gian huyết mang cực kỳ vững chắc hơn so với các đại trận bình thường khác. Tiên nhân phổ thông cho dù có thể phát hiện ra điểm yếu, cũng chưa chắc có thể một kích công phá được. Ý nghĩ này của lão lóe lên rồi biến mất, lão liền dùng tay vỗ mạnh một cái vào đáy của bát tròn. Từng vòng chấn động kỳ dị mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khuếch tán ra. Bên trong ngõ hẻm, lập tức truyền ra từng âm thanh phốc phốc liên tiếp vang lên những cái đầu của các tu sĩ hợp thể kỳ kia thi nhau nổ tung nguyên anh xuất hiện bị cỗ chấn động này hấp dẫn hóa thành từng đạo huyết quang lóe lên rồi chui vào trong bát tròn lập tức bị xoắn thành nát bấy rồi biến mất kỳ lạ thay một người trong đó trên người lại tỏa ra một tầng bạch quang tựa hồ như là có bảo vật gì đó đang chặn lại cỗ quỷ dị chấn động này đầu của hắn cũng không có nổ tung điều này làm cho lão giả áo bào tím cảm thấy nao nao hắn cũng không thèm quản lần nữa thúc giục pháp quyết phù văn màu đen bên trên bát tròn lần nữa sáng rõ hai đạo hắc quang vừa thô vừa to hơn trước lập tức bắn nhanh ra phân biệt hướng của hai người hàn lập bắn vọt đến giao cửu thấy vậy khiến cho linh văn mặt ngoài của hồ lô hắn đang cầm trong tay lóe lên miệng phun ra một cột nước óng ánh to cỡ thùng nước chỉ nghe một âm thanh oanh vang lên hào quang hai màu xanh đen bỗng nhiên nổ tung vô số bọt nước bắn ra khắp nơi thân hình giao cửu bị dư chấn của tiếng nổ chấn động bay ngược ra xa vài chục trượng liền ổn định lại thân hình Bên kia, Hàn Lập vì né tránh công kích của Hắc Quang, cũng không khỏi chuyển động thân hình vài cái. Chờ cho hắn lần nữa ổn định thân hình, lúc nhìn lên bầu trời, chỗ lão giả áo bào tím vừa đứng chẳng còn ai, đã gió êm sóng lặng, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. chương 108, quỷ dị, Hàn Lập suy nghĩ một chút, rồi thân hình thoát một cái đi tới trước người giao thập lục bị tê liệt ngã xuống ở chỗ cây khô, đỡ y dậy, lấy ra một viên đan dược để y nuốt vào. Đa tả, người này thụ thương không nhẹ, nhẹ gật đầu về phía Hàn Lập, rồi không nói một lời khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chuyển hóa dược lực, trị thương cho chính mình. Một bên khác, giao cửu từ chỗ lão giả áo tím biết mất như phát hiện ra điều gì, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái đi xung quanh ngõ nhỏ, đến trước người một tên tu sĩ hợp thể kỳ vẫn còn đang hấp hối. Không chờ đối phương mở miệng, tay giao cửu như thiểm điện, năm ngón như móc câu chộp lấy đầu đối phương, lòng bàn tay lấp lóe lam quang. Tên tu sĩ hợp thể kỳ liền chớp mắt, rồi bất tỉnh nhân sự. Cũng không biết gã thực hiện loại bí pháp nào, ngay chỗ bị lam quang bao bọc, nguyên anh của tên kia bị tách rời ra từ thể nội. Mặt nguyên anh màu đỏ nhạt, nhanh chóng tràn đầy vẻ hoảng sợ, hai mắt chỉ hơi mở, trông có vẻ rất uể oải, suy sụp. Giao cửu cầm nguyên anh trong tay đi vào trong tiểu viện. Đầu tiên là gã nhìn lướt qua giao thập lục đang nhắm mắt điều tức, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía hàn lập đứng ở một bên. Không nghĩ tới đạo hữu trên phương diện trận pháp cấm chế lại có tạo nghệ không cản. Lúc trước, tại hạ còn nghĩ lầm đạo hữu sợ chiến mà chạy, đúng là có lòng tiểu nhân. Mong đạo hữu chưa trách, giao cửu khẽ gật đầu với Hàn Lập, rồi nói, các hạ quá khen rồi, làm gì có cái gì gọi là tạo nghệ trận pháp. Bất quá chỉ là trùng hợp tìm được điểm yếu của chỗ không gian kia thôi. Cũng may mà đạo hữu thần thông quảng đại, có thể kiềm chế tên tán tiên kia thì ta mới có cơ hội đi phá trận. Hàn Lập vừa cười vừa nói, giao cửu nghe vậy cũng không nhiều lời, ánh mắt chuyển hướng nhìn Nguyên Anh trong tay mình ánh mắt gã chợt chuyển lạnh, tay kia vung ra một trường. Một tiếng phốc, một chùm sợi chỉ đen tinh tế từ lòng bàn tay bay ra, chui vào trong đầu Nguyên Anh. Thân thể Nguyên Anh run lên, miệng phát ra tiếng kêu thê lương, thảm thiết. Giao cửu không nhúc nhích, từ lòng bàn tay, chỉ đen liên tục phun ra không ngừng, càng ngày càng nhiều, mạnh mẽ lao vào trong đầu Nguyên Anh. Tiếng kêu thảm thiết của Nguyên Anh càng ngày càng yếu, thân sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần dần trở nên ngây ngốc, ánh mắt tan rã giao cửu khẽ trao mày nhưng mặt không đổi lòng bàn tay gã lại lóe lên chỉ đen nhưng vào lúc này bên ngoài thân nguyên anh đột nhiên hiện ra một tầng tinh quang khiến cho thân thể nó trở nên mờ đi không tốt hàn lập thấy vậy đột nhiên nghĩ đến cái gì đó vội vàng mở miệng nhưng lời còn chưa dứt nguyên anh liền bục một tiếng vỡ vụn hóa thành một mảnh oánh quang phiêu tán ra khóe miệng giao cửu khẽ nhúc nhích sắc mặt có vẻ hơi khó coi xem ra thần hồn nguyên anh tên này bị hạ cấm chế nào đó một khi siêu hồn chạm đến một ít ký ức sẽ lập tức phát động cấm chế. Không biết sao cửu đạo hữu đã dò xét được cái gì. Hàn lập khẽ thở dài, hỏi, không tìm được tin tức gì hữu dụng, lấy thân phận tên này, sự tình y biết chỉ sợ vốn cũng không có gì. Bất quá thành viên vô thường minh ở nơi đây, xác thực đã bị bọn chúng giết. Giao cửu lắc đầu nói, Hàn lập nghe vậy, cau mày lại, vậy bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Giờ phút này do thương thế trên người khôi phục được một chút, Giao thập lục đứng dậy hỏi. Trước tiên từ từ điều tra tòa thành thiên thủy này một chút. Nếu chúng ta đã bại lộ, vậy cũng không cần cố kỵ nữa. Ánh mắt giao cửu lấp lẽ, trầm giọng nói ra. Cùng lúc đó, ở giữa tầng mây trên không trung cách mấy vạn dặm bên ngoài thành thiên thủy, một chiếc lâu thuyền màu đỏ sậm, giống như theo gió vượt sóng lao vụt vụt về phía trước. Lâu thuyền chia làm hai tầng, mỗi một tầng đều có mấy căn phòng độc lập, xung quanh thân thuyền khắc rõ đồ án mấy đôi cánh, huyễn hóa ra tám đôi cánh dáng hồng to lớn, phần phật nhanh chóng. Trong một gian phòng trên tầng cao nhất của lâu thuyền, tên lão giả áo tím trước đây giao chiến cùng bọn người Hàn Lập đang ngồi xếp bằng, sắc mặt âm trầm. Y suy nghĩ một chút, rồi lật tay lấy ra một khối ngọc bàn lớn chừng bàn tay, nhìn vào trong đó mấy lần, lập tức từ phía trên nổi lên mảng hồng quang lớn, tiếp đó có một thanh âm hơi khô chát từ trong truyền ra. Cừu ngũ, tình hình như thế nào? Ta đã giao thủ qua với người do vô thường minh phái tới. Mặt lão giả áo tím mặt không thay đổi, nói ra ha ha quả là thế xem ra ta đoán không sai gã bên trong ngọc bàn cười đắc ý hừ thực lực của những tên tới so với dự tính của ngươi cao hơn không ít hai tên tán tiên còn có một tên địa tiên chừng ba tên chân tiên nếu không vì ta còn có chút thủ đoạn thiếu chút nữa thì thua trong tay bọn chúng đáng tiếc có một tên thủ hạ bị rơi vào trong tay chúng lão giả áo tím nổi giận đùng đùng nói ra a à, tên thủ hạ kia có biết thứ gì không âm thanh trong ngọc bàn lại phát ra một tên tu sĩ hợp thể kỳ có thể biết bao nhiêu thứ cơ chứ lão giả áo tím khinh thường nói vậy là tốt rồi riêng nơi đó có đến ba tên chân tiên xem ra lần này vô thường minh đúng là kẻ đến không thiện nếu bọn chúng biết khó mà lui thì cũng bỏ qua còn nếu là không biết mà tiếp tục dây dưa tự thánh chủ sẽ cho chúng biết tốt lần này ngươi vất vả về trước đi âm thanh trong ngọc bàn thanh đầu tiên là cười lạnh một tiếng rồi xoay chuyển lời nói ra lông mày lão giả áo tím nhíu lại hiển nhiên đối với khẩu khí vênh mặt hất hàm sai khiến của đối phương như vậy có vẻ hơi bất mãn nhưng cũng không nói thêm gì nữa kết thúc việc đưa tin y phất tay bấm niệm pháp quyết lâu thuyền rực rỡ hồng quang tăng tốc thêm lần nữa mau chóng bay về phía trước trong một gian thạch điện nào đó ở thành thiên thủy gian này có diện tích khá lớn nhưng hơi trống rỗng hai bên có từng cây cột đá sừng sững trên đỉnh có đặt từng chậu than nhưng không đốt lửa giờ phút này ba người hàn lập đang đứng tại cửa đại điện đã khôi phục mặt nạ đeo trên đầu. Lấy tu vi thần thức của bọn hắn, do không phải cố kỵ gì, đã rất nhanh chóng triệt để dò xét toàn bộ thành Thiên Thủy một lần, phát hiện nội thành cũng không có tu sĩ cấp cao luyện hư kỳ trở lên, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Căn thạch điện này được bọn hắn phát hiện tại một chỗ hẻo lánh ở thành Nam. Ở trung tâm điện có ba bộ thi thể được bày biện chỉnh tề, toàn thân da thịt đều héo khô, bộ mặt vặn vẹo biến hình, tựa như khi còn sống nhìn thấy sự tình cực kỳ khủng bố. Bên cạnh còn để mấy cái mặt nạ xanh biếc so với những cái mấy người hàn lập đeo thì không giống lắm nhìn bộ dáng thi thể khô héo của những người này tựa như huyết dịch toàn thân bị rút khô chỉ trong nháy mắt đối phương đường hoàng bày thi thể những người này chỉnh tề ở chỗ này hiển nhiên là có ý khiêu khích những người này hẳn là những thành viên trong minh vào làm nội gián giao cửu kiểm tra một chút thân thể cùng mặt nạ của những người này chậm rãi nói ra một tên đại thừa hai tên hợp thể xem ra vừa mới giao thủ liền bị người giết ngay cả nguyên anh đều không thể đào thoát hẳn là tên tán tiên trước kia hạ thủ, nhưng hình như người này có vẻ có thể sử dụng một chút lực lượng pháp tắc. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua ba bộ thi thể, như có điều suy nghĩ, nói ra. Lão hồ ly công thâu hồng này, xem ra đã sớm chuẩn bị. Cấm chế trước đó rất giống một cái bẫy được thiết kế tỉ mỉ, dẫn dụ chúng ta từng bước một chui vào. Sao thập lục uất hận nói ra, đừng để ý những thứ này, bên trong tòa thành thiên thủy này xem ra không tra được manh mối gì nữa. Trước khi rời đi, ta nên thông chi giao tam đại nhân tình huống nơi này, rồi thương nghị một chút xem nên hành động như thế nào. Giao cửu mở miệng nói, gã nói xong lời này, một tay liền bấm niệm pháp quyết. Mặt nạ đầu dê màu lam đang đeo nổi lên một tầng gợn sóng màu lam, lấp lóe không yên, rồi bỗng nhiên sáng lên. Lúc này hai mắt giao cửu nhắm lại, bờ môi khẽ mấp máy. Hàn lập cùng giao thập lục đứng ở một bên, không lên tiếng quấy dày. Sau một lát, quang mang trên mặt nạ giao cửu thu vào, tiêu tán ra. Gã cũng mở mắt, sao Tam đại nhân nói thế nào? Sao thập lục vội vàng hỏi. Ngài phân phó cho chúng ta bây giờ lập tức đi thành Long Hồ để tập hợp. Sao cửu chậm rãi nói ra. Bọn họ phải chăng cũng bị tập kích? Hàn lập đột nhiên mở miệng hỏi. Sao Tam đại nhân cùng một đội đạo hữu khác cách khá xa thành trì mục tiêu, giờ phút này còn chưa tới kịp. Bất quá xem tình huống chúng ta nơi này, thành viên liên hệ của bọn họ hơn phân nửa cũng giữ nhiều lành ít. Bây giờ đối phương sớm có chuẩn bị, bọn họ còn muốn đánh lén chỉ sợ cũng không dễ dàng nữa giao cửu trầm giọng nói ra hàn lập nhẹ gật đầu không tiếp tục hỏi nhiều nơi này đã không còn manh mối nữa đi thôi giao cửu phất tay phát ra một gỗ lam quang thu mấy cỗ thi thể trên mặt đất vào rồi đi ra phía bên ngoài ba người rất nhanh chóng đi khỏi căn thạch điện này rồi lặng yên rời thành thiên thủy đi tới một cánh đồng bắt ngát giao thập lục đang muốn thi triển bí thuật ẩn nấp che giấu hình thể thì bên tai lại truyền đến thanh âm của giao cửu không cần Giao Tam Đại Nhân nói nếu địch nhân đã biết sự hiện hữu của chúng ta thì không cần hao tâm tổn trí hành động tiềm ẩn nữa. Chúng ta cứ trực tiếp tiến đến thành Long Hồ. Gã nói xong, tay áo vung lên, bốn phía cuồn cuộn sóng nước cuốn lên, ở bãi đất trống phía trước xuất hiện một chiếc phi thuyền lam tinh dài hơn 10 trượng. Hình giọt nước hiện lên toàn thân thuyền, sáng óng ánh long lanh, linh quang bốn phía. Giao thập lục vung vẩy tay chân, trong ánh mắt gã khi nhìn về phía phi thuyền toát ra thần sắc mấy phần hâm mộ, Toàn thân thuyền này do Vân Lam Thiên Tinh chế tạo thành, mặc dù không tính là tiên khí nhưng cũng không chênh lệch là bao. Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, cảm thán nói. Các hạ quá khen, một cái phi thuyền nho nhỏ cấp bậc linh bảo, nào có khoa trương như vậy. Giao cửu cười ha ha nói. Lúc trước Hàn Lập cùng kẻ địch Giao Phong đã thi triển thực lực, để gã rửa mắt mà nhìn nên trong lời nói cũng khách khí lên mấy phần. Phi thuyền này rất nhanh, chúng ta dùng nó đi đường cho tiện. Giao thập lục, người mau mau khôi phục thương thế, sau này sợ là ác chiến không thiếu đâu. Giao cửu nói, thân hình thoát một cái hạ xuống phi thuyền phía trước. Giao thập lục nhẹ gật đầu, cùng hàn lập một trước một sau bay lên trên phi thuyền. Giao cửu phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, phi thuyền lóe lên lam quang, hóa thành một đạo quang ảnh màu lam bay về phía trước. Toàn bộ thành long hồ có quy mô so thành thiên thủy lớn hơn nhiều. Trong thành có một hồ nước chiếm diện tích hơn ngàn mẫu, nối liền với mấy con sông lớn, một mạch kéo dài từ nội thành ra ngoài thành. Lúc này là sáng sớm, trong thành dòng người như thoi đưa, lộ ra vẻ phồn hoa. Khi ba người Hàn Lập một đường ngựa không ngừng vó đến một trang viện vắng vẻ ở thành Tây. Lúc bọn hắn đến nơi thì Giao Tam cùng Giao Bát đeo mặt nạ khỉ dẫn đầu đội khác đã đến. Bất quá, xem ra ba người Giao Bát cũng là vừa mới đến nơi đây. Dưới sự phân phó của Giao Tam, Giao Cửu nói rõ một lượt chi tiết việc trải qua mai phục tại thành Thiên Thủy. Sau đó, gã vung tay lên lấy thi thể thành viên vô thường minh trước đó làm nội gián trong thành đặt ra ngoài. Giao Tam nhìn qua từng bộ thi thể khô kiệt trên mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo. Mấy người còn lại thấy vậy, sắc mặt cũng khẽ biến. chương 109, sơ thám thành Hồng Nguyệt, thời điểm phát hiện thì bọn họ đã là bộ dáng như vậy rồi. Mấy người chúng ta phỏng đoán chắc là tên tán tiên phục kích chúng ta đã hạ thủ. Giao cửu đeo mặt nạ đầu dê sau khi nhìn thi thể trên đất, nói. Khi biết được tình huống các ngươi, Ta cùng nhóm giao bát cũng chạy tới nơi mục tiêu của mình thì không ngoài dự liệu, những người lẻn vào trước đây đều không ngoại lệ, toàn bộ mất tích. Giao tam trầm giọng nói ra, dọc theo con đường này, ngoại trừ trong thành không có một bóng người, nghe nói là con đường bên ngoài tiến đến thành thánh để chiều thánh đựa hồ cũng không phát hiện những dị thường khác. Về phần chiều thánh, kết quả điều tra của chúng ta cùng nhóm giao cửu không sai biệt lắm, có lẽ thuộc về một loại phương thức thu thập tín nhiệm lực của công thâu hồng. Giao bát mặt nạ khỉ suy nghĩ một chút, rồi nói ra, các ngươi có từng chú ý những người tham gia triều thánh không? Nghe nói sau khi triều thánh có một vài tín đồ ngoan đạo bị chọn chúng, bản thân không trở về thành trì ban đầu. Hàn Lập đột nhiên nói ra, quả thật có chuyện như thế, nói là bị rời đi thì càng có thêm nhiều thành trì. Khả năng chỉ là công thâu hồng muốn tăng cường sự tin tưởng của tín đồ và là một loại thủ đoạn nào đó. Nói trở lại, ta cùng giao tam đại nhân cũng không có gặp đối phương phục kích, xem ra y đối với vô thường minh chúng ta sớm có đề phòng. Trước kia việc thành viên bên trong minh lấy được những tin tức có độ chuẩn xác, cũng nên cân nhắc lại một chút. Giao bát có chút lơ đánh, xoay chuyển nói. Đúng vậy, khả năng đối phương đã nắm giữ được một ít hành tung của những người này bên chúng ta, cố ý đưa tin tức giả, thiết lập thế trận dẫn chúng ta tiến vào, chỉ là có chút phán đoán sai lầm thực lực chúng ta mà thôi. Những thứ khác tạm thời chưa bàn đến nhưng công thâu hồng tuyệt đối sẽ không ở 6-7 địa phương lúc trước rồi, ngược lại có mấy phần khả năng ở bên trong cái gọi là thành thánh thành hồng nguyệt không bằng cứ đi thẳng tới nơi đó điều tra một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch gì. Giao cửu cười khổ một tiếng, sau đó đề nghị, nói đến sự tình này, đảo Hồng Nguyệt có 28 cái châu lớn nhỏ, tựa hồ từng châu đều có một tòa thành, đều được gọi là thành Hồng Nguyệt. Giao bát nghe vậy, lắc đầu nói, chuyện này là thật, giao cửu hơi ngẩn ra, trong bản đồ trước kia lấy được, tuy có một nơi được xưng là thành Hồng Nguyệt nhưng khi chúng ta đi ngang qua một tòa thành nào đó, trong lúc vô tình lại phát hiện nơi chúng gọi là thành hồng nguyệt lại ở một địa phương khác. Mới đầu chúng ta cũng không quá để ý nhưng sau đó lại phát hiện sự thật đúng là không phải là như thế. Chúng ta tuy chỉ đi ngang qua mấy châu nhưng tận lực lưu ý, từng châu đều có một thành hồng nguyệt. Giao bát nói qua, giơ tay áo lên, năm cái ngọc giản phân biệt bay về phía trước đám năm người giao tam, hàn lập. Đám người hàn lập tiếp được ngọc giản, rồi nhao nhao thả ra thần thức dò xét bên trong đó địa đồ trong ngọc giản so với trước kia được đánh dấu nhiều hơn không ít. Ngoại trừ tòa thành Hồng Nguyệt phía trước này thì ở bên trong mấy châu, thình lình cũng đánh dấu một tòa thành Hồng Nguyệt. Diện tích lãnh thổ từng cái châu đều hết sức bao la, hẳn là tu sĩ cấp cao tận lực giấu giếm, còn phàm nhân thậm chí tu sĩ cấp thấp căn bản không khả năng phát phát hiện điểm này. Ở dọc đường trong thành đều chỉ bán địa đồ một khu vực nào đó trên đảo, chưa bao giờ có địa đồ toàn đảo bán ra. Hiện tại xem ra điểm này hẳn là do công thâu hồng cố ý gây nên. Mà dưới tay y, có lẽ những tu sĩ kia đều bị cấm chế đặc thù nào đó, cho nên không thể lộ ra việc này, nếu không sẽ gặp thần hồn bạo liệt mà chết. Thậm chí có khi lúc trước chúng ta lấy được tấm bản đồ kia, cũng là đối phương cố ý tiết lộ cho chúng ta. Giao cửu gật gật đầu, chậm rãi nói ra, lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Dù sao xem manh mối trước mắt, hành tung công thâu hồng, mục tiêu của chuyến đi này lại trở nên mơ hồ, đích xác có chút khó giải quyết. Hàn lập chợt như nghĩ tới điều gì, vừa mới buông ngọc giản xuống, lại dính vào chán, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Hiện tại nếu như không có có đầu mối khác, bắt đầu điều tra từ những thành hồng nguyệt kia đi. Tất cả mọi người các người hành động chung, dò xét một lượt từng thành hồng nguyệt. Giao Tam bỗng nhiên mở miệng nói, Giao Tam đại nhân, người không đi cùng chúng ta sao? Giao cửu khẽ giật mình, ta tự mình hành động, các ngươi tra được cái gì, truyền tin tức cho ta là được. Giao Tam liếc nhìn mọi người, sau đó trên thân lóe lên ánh sáng màu đỏ, toàn bộ khí tức trên người lại không hề che giấu chút nào, phóng lên trời, bay đi. Xem ra giao tam đại nhân rõ ràng là đi tìm tên công thâu hồng rồi. Chúng ta liền theo phân phó của ngài xử lý đi, đây là thành hồng nguyệt ở Lan Châu, cách nơi này không quá xa. Giao bát mặt nạ khỉ ho nhẹ một tiếng, nói như thế. Những người khác lúc này nhao nhao biến ảo dung mạo, rời chỗ đình viện này, lẫn trong đám người, đi ra ngoài thành. Chư vị chờ tại hạ một lát, ta có chút việc vặt, chỉ hoãn mọi người một chút thời gian. Dọc đường một con phố, Hàn Lập chợt mở miệng, nói xong lời đó, hắn không chờ mọi người đáp lại, đi nhanh đến một cửa hàng buôn bán các loại sách ven đường. Những người khác hơi ngẩn ra, bất quá nhìn nhau một cái, rồi cũng không nói gì nhiều. Cũng không lâu lắm, Hàn Lập liền đi ra, trong tay cầm mấy bộ thư tịch, thoạt nhìn là về hoàn cảnh địa lý đảo này. Đợi lâu, Hàn Lập nhẹ gật đầu với mấy người, ở trước mặt mấy người, thu thư tịch vào. Một đoàn người rất nhanh ra thành Long Hồ, đi đến một chỗ nơi yên tĩnh, sau đó thi triển thủ đoạn phóng lên trời. Giao Cửu lại lần nữa sử dụng chiếc thuyền Lam Tinh, chờ hai người Giao Thập Lục còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí cùng Hàn Lập. Vì cử động này của gã làm cho đám người giao bát tức tối. Hàn Lập đứng ở trên linh thuyền, nhìn xuống con sông lớn phụ cận thành Long Hồ một cái, rồi khoanh chân ngồi xuống, lấy ra từng quyển điển tịch, cẩn thận lật lên. Giao Thập Lục có chút kỳ lạ với hành động của Hàn Lập nhưng cũng không để ý tới tự mình vận công khôi phục. Hàn Lập rất nhanh chóng lật xem xong những thứ điển tịch này, suy nghĩ một chút, rồi lần nữa lấy ra khối ngọc giản lúc trước giao bát đưa cho, thần thức dò xét vào trong đó. Giờ phút này sắc trời dần dần ảm đạm, bầu trời hiện ra đầy sao chấm chấm. Nhóm bảy người bay rất nhanh, hơn nửa ngày sau, mới ngừng độn quang ở trước một tòa thành lớn. Thành này đúng là thành Hồng Nguyệt ở Lan Châu, diện tích lớn hơn nhiều so với thành Long Hồ. Một con sông rộng mấy trăm trượng từ trong thành uốn lượn chảy qua. Cả tòa thành chỉ bị một tầng cấm chế màu lam to lớn bao phủ, phía trên thỉnh thoảng nổi lên từng trận nước gợn oánh quang, có chút thần bí, xuyên thấu qua ánh sáng màu lam chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng thành trì ở bên trong. Bất quá, ở lối vào bốn cửa thành đông tây nam bắc, ánh sáng màu lam cấm chế đều lưu lại bốn lỗ hổng để dòng người ra vào. Bốn cửa thành đều có một ít tu sĩ mặc lam bào huyết nguyệt trông coi, kiểm tra người đi đường ra vào. Nếu ta đoán không sai, đây chính là thiên huyễn sóng cấm quang đại danh đỉnh đỉnh có năng lực giống cấm chế phòng hộ ngoài ra cực kỳ mẫn cảm đối với thần thức giao bát nhìn cấm chế màu lam tự lẩm bẩm một tiếng thành này phòng thủ nghiêm mật như vậy chẳng lẽ nơi này chính là hang ổ của đảo hồng nguyệt giao nhị thập nhất đi sau lưng giao bát vui vẻ nói ra nghe chuyện đó ánh mắt mấy người khác đều sáng ngời bất kể có phải hay không cứ vào xem trước rồi hãy nói chư vị cần chú ý hơn tận lực thu liếm thần thức không cần chạm đến trận pháp cấm chế. Giao bát trầm giọng dặn dò, nghe khẩu khí giao bát như ra lệnh, trong mắt giao cửu hiện lên vẻ bất mãn, nhưng không nói gì thêm. Bảy người hạ xuống chỗ hẻo lánh ở ngoài thành, hòa vào đám người vào thành. Cửa thành tuy rằng cũng có tu sĩ cấp bậc hóa thần trông coi, bất quá bọn chúng tất nhiên nhìn không thấu đám người hàn lập ngụy trang. Bảy người thuận lợi vào thành, trên mặt đất trong thành đều lát đá xanh, gọn gàng sạch sẽ. Cửa hàng hai bên đường phố như rừng, thoạt nhìn rất phồn hoa hai con đường lớn rộng rãi liên thông bốn cửa thành, chia tòa thành chỉ làm bốn bộ phận. Trung tâm thành chỉ có một cái sân cực rộng, ở giữa sừng sững một pho tượng khổng lồ. Lúc này, người trong thành đứng kín hết chỗ, ở trung tâm của quảng trường khổng lồ cực kỳ đông đúc. Các nơi trên đường phố cũng giống như vậy, tối thiểu cũng có mấy triệu người. Giờ phút này, thần sắc tất cả mọi người đều cung kính hướng về pho tượng địa trích chính giữa quảng trường khấn vái. Cả tòa thành chỉ tràn ngập bầu không khí trang nghiêm, đây là... Chứng kiến tình hình trong thành như vậy, Hàn Lập khẽ giật mình. Những người khác cũng đều kinh ngạc nhưng lập tức hiểu rõ. Một màn trước mắt này chỉ sợ đúng là cái gọi là triều thánh rồi. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe ánh sáng màu lam, nhìn xung quanh, rồi nhíu mày. Trong thành tuy nhiều người nhưng đại đa số đều là phàm nhân không có pháp lực. Tuy rằng cũng có tu sĩ nhưng đều là tu sĩ cấp thấp luyện khí, kết đan. Dù trong thành cũng có một ít tu sĩ làm bảo huyết nguyệt nhưng tu vi cũng không cao, cùng những tên thủ vệ cấp độ cũng chỉ là nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, một tu sĩ luyện hư kỳ cũng không có. Nơi này thoạt nhìn không hề giống địa phương mà bọn hắn muốn tìm. Những người khác giờ phút này hiển nhiên cũng chú ý tới điều này, sắc mặt trầm xuống. Bất kể như thế nào, trước hết chúng ta dò xét kỹ thành này một lần, nói không chừng có thể tìm ra chút ít manh mối. Giao bát nói, những người khác nghe vậy, đều gật đầu, thương nghị một chút, sau cùng quyết định phân tán hành động. Diện tích thành trì quá lớn, nếu mọi người dùng thần thức ở quy mô rộng thì không tốt hơn nữa tất cả mọi người đều trong thành dù nơi này có địch nhân mai phục cũng kịp thời tiếp ứng lẫn nhau thương nghị xong từng người tách ra rất nhanh hàn lập đi dọc theo một con phố trong mắt lập lòe ánh sáng màu lam dò xét hết thảy xung quanh thân hình hắn giờ phút này trở nên như có như không cùng cảnh vật xung quanh hòa làm một thể đám đông trên đường phố đều đang yên lặng khấn vái một thân một mình hành tẩu bốn phía sẽ bị mọi người chú ý do đó hắn dứt khoát thi pháp ẩn nặc thân hình. Một lát sau, Hàn Lập xuất hiện ở trước một cửa hàng bên đường, đúng là một tiệm buôn bán điển tịch. Giờ phút này, cả tòa thành trì đều trong lễ triều thánh, những cửa hàng này mặc dù đang mở cửa đón khách nhưng cũng không có khách nhân bên trong, chỉ có một trưởng quầy trung niên trông ở trong tiệm. Thân hình Hàn Lập thoát một cái bay vào, sau một lát lại đi ra. Tiếp theo hắn không trì hoãn nhiều nữa, nghiêm túc dò xét các nơi trong thành trì. Diện tích thành hồng nguyệt không nhỏ, bỏ ra trọn vẹn gần nửa ngày, bảy người mới dò xét được một lượt cả tòa thành trì, rồi tập trung một nơi yên tĩnh trong thành. Đáng tiếc, tất cả mọi người đều không phát hiện được bất kỳ dị thường nào. Thành Hồng Nguyệt này tựa hồ chỉ là một thành lớn bình thường, không có bất kỳ điểm gì đặc biệt. Xem ra nơi này không phải là hang ổ của đảo Hồng Nguyệt. Nếu như thế, lúc này chúng ta cũng không cần tiếp tục lãng phí. Giao bát mở miệng nói, đạo hữu giao bát, chờ một chút, dưới đất chỗ này có chút cổ quái. Một thanh âm đột nhiên vang lên, cắt lời giao bát, chính là giao nhị thập ngũ nói ra. Gã đang ngồi trồm hốm trên mặt đất, từng vòng gợn sóng màu vàng mà mắt thường có thể thấy từ trên thân tản mắt ra, rồi chui vào lòng đất. chương 110, manh mối, giao nhị thập ngũ, có phát hiện gì dưới mặt đất à? Giao bát vui mừng, vội hỏi, mọi người có thể cảm ứng chỗ sâu trăm trượng bên dưới một chút giao nhị thập ngũ đứng lên, liền nói. Đám người nghe được lời này liền nhau nhau thả ra thần thức, hướng sâu vào trong lòng đất quét qua, con mắt rất nhanh đều sáng lên. Ở sâu dưới lòng đất, thình linh xuất hiện một khoảng đất trống rỗng, diện tích khá lớn, hiển nhiên là do người tạo thành. Cũng may là người cẩn thận, nếu không là đã bỏ lỡ một địa điểm khá nghi rồi. Con mắt sao bát híp híp, miệng tán dương, đều là do tại hạ tu luyện công pháp đặc thù, cho nên có chút cảm giác linh mẫn với tình hình dưới mặt đất. Giao nhị thập ngũ khiêm tốn cười một tiếng, đi, đi đến cung điện dưới đất kia nhìn thử xem. Giao bát cũng không nói thêm gì, dẫn đầu mọi người tiềm nhập vào lòng đất hai thành viên còn lại của tiểu đội giao bát lập tức đuổi theo gã giao nhị thập ngũ cũng theo sau tiềm nhập rất nhanh xuống đất trên mặt đất chỉ còn lại ba người hàn lập sắc mặt giao cửu có vẻ không vui không lập tức đi theo đám người kia tiềm nhập lòng đất giao thập lục cùng hàn lập thoáng nhìn nhau cũng đứng yên tại chỗ bảy người mặc dù cùng nhau hành động nhưng bởi vì lúc trước được giao tam phân chia đã tách ra thành từng nhóm nhỏ hoạt động riêng chúng ta cũng đi thôi giao cửu trầm mặc một chút thân hình tỏa ra lam quang cũng bắt đầu tiềm nhập vào trong lòng đất. Hàn lập cùng giao thập lục cũng thi pháp tiến vào theo, sau một lúc liền đi đến chỗ không gian nằm trong lòng đất. diện tích không gian trong lòng đất cực lớn, chu vi tối thiểu cũng cỡ mấy ngàn trượng. mặt đất xung quanh mười phần vuông vức, toàn bộ đều được lát những phiến đá màu xanh đen, tạo thành một quảng trường hình tròn, có chút vắng vẻ giống như từ lâu đã không có người đến. mọi người thấy cảnh này, nhìn nhau. Hàn lập hướng ánh mắt nhìn về một nơi khác trong thạch thất, mũi hít nhẹ. Hơi nước trong thạch thất này rất nặng, mà trong đó lại tản mát ra một mùi máu tanh, bao quanh bởi một luồng khí âm hàn rất nhạt. Hắn ngồi xổm xuống, một âm thanh nhỏ bỗng vang lên, năm ngón tay cắm vào một khối đá. Sau khi hắn rút tay ra, phía dưới lộ ra miếng đất màu đỏ sậm. Kỳ lạ là trên lớp bùn đất màu đỏ sâm này lại nhiễm một tầng màu đen nhàn nhạt, nhạt, Hàn Lập cầm một nắm bùn đất lên, nhìn một lát, rồi phất tay ném đi. Giao Thập Ngũ, người có phát hiện gì không? Giao Thập Lục đi tới, hỏi không có gì, chẳng qua là cảm thấy thạch thất này có chút gì đó quỷ dị, mùi máu thanh hòa cùng âm khí lởn vởn xung quanh, giống như là đã có không ít người chết ở đây. Bùn đất dưới phiến đá này đều đã biến thành âm thổ. Hàn lập trầm ngâm nói, nơi đây chắc hẳn là nơi đối phương chuyên xử trí địch nhân. Sao thập lục nói như thế? Hàn lập chậm rãi lắc đầu, nếu muốn giết người thì chỗ nào chẳng được, cần gì phải tốn công đưa xuống dưới lòng đất này, lại còn cố ý xây dựng một tòa thạch thất. Mặc dù trong lòng hắn cảm thấy việc này có chút quỷ dị nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra là tại sao. Cùng lúc đó, mấy người giao bát cũng đang nghị luận sôi nổi, đang suy đoán về công dụng của không gian trong lòng đất này. Cũng là không cần phiền não, muốn biết tại sao nơi này lại có một không gian trong lòng đất như vậy, chỉ cần bắt một người tra khảo chút là biết liền. Giao cửu chợt mở miệng, phất tay đánh ra một cỗ hoàng mang, là một cây tiểu kỳ màu vàng, lóe lên chui vào đỉnh thạch thất, liền không thấy bóng dáng. Tại một nơi nào đó bên ngoài quảng trường Thành Hồng Nguyệt, một tên tu sĩ trung niên Nguyên Anh kỳ mặc áo bảo huyết nguyệt màu xanh đang tuần tra các nơi trong thành để bảo đảm an ninh trật tự. Vào thời khắc này, mặt đất dưới chân y hoàng mang lóe lên, một bàn tay lớn màu vàng nhanh như điện nhô ra, tóm lấy đôi chân của y kéo vào trong lòng đất. Mặt đất dưới chân tên nam tử trung niên hiện ra từng vòng gợn sóng màu vàng, mặt đất cứng rắn giống như bị biến thành bùn. Một tiếng siêu, thân thể tên nam tử trung niên trong nháy mắt chui vào trong lòng đất biến mất không còn tâm thích gợn sóng màu vàng trên mặt đất cũng biến mất theo mọi người xung quanh đang chuyên tâm lo chiều thánh không người nào phát hiện chuyện vừa mới xảy ra trên đỉnh chóp của quảng trường dưới mặt đất lóe lên hoàng mang rồi một cỗ hoàng quang bao trùm tên nam tử trung niên rơi xuống bịch âm thanh gã rất xuống đất vang lên tên nam tử nhìn thấy bọn người hàn lập liền biến sắc bất quá y đang bị hoàng mang giam cầm không thể cử động cũng như không thể phát ra được âm thanh nào giao cửu chụp một phát vào đầu tên nam tử, hắc quang trong lòng bàn tay phóng lớn ra, hóa thành đạo chỉ đen, trực tiếp chui vào đầu nam tử. Cơ bắp trên mặt tên nam tử trung niên trở nên vặn vẹo, thất khiếu chảy máu. Thần sắc giao cửu lạnh lùng, chỉ đen trong lòng bàn tay không ngừng tuôn ra liên tục. Vào thời khắc này, thân thể tên nam tử trung niên rung lên bần bật, đầu y bỗng phát ra một tiếng bụp trầm đục, giống như có cái gì đó mới nổ tung. Thần thái trong mắt của tên nam tử lập tức ảm đạm, không còn khí tức. Giao cửu sầm mặt lại, tình huống của người này giống như tình huống tu sĩ hợp thể kỳ ngày trước bị bắt tại Thành Thiên Thủy, thần hồn bị thiết hạ cấm chế, một khi siêu hồn lấy được một ít ký ức liền sẽ tự động nổ tung. Coi như là có thể siêu hồn thì những sự tình mà tên tu sĩ cấp thấp nguyên anh kỳ này biết cũng không nhiều. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng chẳng còn ý nghĩa gì, mau chóng đi tới một tòa thành Hồng Nguyệt khác. Giao Bát thấy vậy, hơi chào phúng nói, nói xong lời này, thân hình gã phóng lên trời cao ba người bên cạnh gã cũng lập tức đuổi theo hư chúng ta cũng đi thôi giao cửu hư lạnh quay đầu nhìn lại hàn lập cùng giao thập lục nói ba người cũng phóng đi nhóm bảy người rất nhanh lập tức rời thành này ngựa không ngừng vó hướng về tòa thành hồng nguyệt tiếp theo mấy ngày sau bảy người đi tới một tòa thành chỉ nằm cạnh một hồ nước lớn đang bị cấm chế màu xanh lam to lớn bao phủ nói là hồ nước nhưng thật ra hồ này thông ra biển lớn là biển nằm trong đất liền ngoài thành là một bến cảng hàng trăm hàng ngàn thuyền đang ra vào liên tục cảnh tượng thật tráng lệ thành này chính là thành hồng nguyệt của phụng châu đây là tòa thành hồng nguyệt thứ sáu mà bọn hắn đã ghé qua trong mấy ngày gần đây mỗi tòa thành đều giống với thành hồng nguyệt ở lan châu cư dân trên đảo đang tiến hành triều thánh cùng với không gian trong lòng đất ngoại trừ những điểm đó ra thì không có chỗ nào khác thường cả bảy người hạ xuống ở ngoài thành sau đó cũng xâm nhập vào bên trong thành trì bên trong thành chia thành hai hướng chính liên thông với bốn cửa thành xung quanh trung tâm tòa thành là một quảng trường hình tròn cực lớn bên trong thành lúc này dày đặc người giống như là kín hết chỗ trên quảng trường thì đông đúc tín đổ từ bốn phương tụ tập về triều thánh hàn lập dùng minh thanh linh mục quét qua rồi nhắm mắt lại nơi này giống với những tòa thành hồng nguyệt trước đây bên trong thành căn bản không có tu sĩ cấp cao chỉ sợ lần này lại là một chuyến về tay không không có thu hoạch gì tòa thành này cũng chỉ là một tòa thành bình thường mà thôi Giao bát khẽ nhếch miệng, đang định nói cái gì thì gió thổi nhẹ qua người gã, giao cửu đã mang theo hàn lập cùng giao thập lục đi vào bên trong thành. Mắt giao bát lóe lên một tia lạnh lẽo, cũng không thèm nói lại gì, mang theo ba người còn lại đi theo một con đường khác. Một lát sau, ba người giao cửu đi tới một nơi hẻo lánh. Thời điểm chuẩn bị chia ra hành động, giao cửu đột nhiên nói với hàn lập cùng giao thập lục, trong mình có một quy định bất thành văn là trong khi làm nhiệm vụ, người nào phát huy tác dụng trọng yếu sẽ được khen thưởng thêm, phần thưởng thì cực kỳ phong phú mặc dù bây giờ chưa có nhiều manh mối nhưng các ngươi nhất định không thể phớt lờ không được để những chỗ tốt này rơi vào tay bọn người giao bát hàn lập cùng giao thập lục nghe lời này ngơ ngác một chút rồi lập tức chắp tay về phía giao cửu nói đa tạ đạo hữu chỉ điểm giao cửu gật đầu nhẹ rồi đi về một hướng giao thập lục chào hàn lập một tiếng sau đó bước nhanh về một hướng khác thần sắc ra vẻ nôn nóng hàn lập thì quay người hướng về một con đường khác hai người kia mắt đảo quanh cửa hàng hai bên đường, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Giờ phút này, lễ triều thánh bên trong thành sắp kết thúc. Trong thành, không ít người đang đi lại, Hàn Lập vẫn di chuyển bình thường, không có ẩn nấp thân hình. Sau một lát, Hàn Lập bước nhanh vào một cửa hàng bên đường, hóa ra là một cửa hàng chuyên bán điển tịch. Cửa tiệm có quy mô không nhỏ, tổng cộng có bốn tầng, tầng thứ nhất có ba gian phòng, mỗi một phòng đều rộng khoảng bốn, năm trượng, bên trong chứa đầy giá sách. Bởi vì vẫn đang trong lễ chiều thánh nên cửa hàng khá vắng vẻ, không có bao nhiêu khách hàng. Vị khách quan, ngài cần điển tịch gì? Nhìn thấy Hàn Lập tiến đến, một nam tử trung niên mập mạp với bộ dâu cá chê trên môi, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, thoạt nhìn giống như trưởng quỹ nơi này. Nơi này của người có địa đồ cổ xưa hoặc là điển tịch địa lý không, niên đại thì càng xa càng tốt. Hàn Lập thoáng nhìn qua giá sách bên trong tiệm nói. Địa đồ, dĩ nhiên là có, bất quá niên đại đều không phải là rất xa xưa. Trong mắt nam tử trung niên mập mạp lóe lên một tia dị sắc, xong lập tức khôi phục, thong dong nói. Mặc dù dị sắc trong mắt nam tử trung niên chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá cũng không thể qua khỏi mắt của Hàn Lập. Trong lòng của hắn khẽ động, hai con ngươi hiện ra một tầng tinh quang. Tên trung niên mập mạp ngơ ngác nhìn vào mắt Hàn Lập, thần sắc lập tức trở nên ngây dại. "Đem địa đồ cùng với điển tịch địa lý cổ xưa nhất của các ngươi lấy ra đây." Hàn Lập từ tốn nói. "Vâng." Tên trung niên mập mạp chất phác nói xoay người đi vào bên trong. Hàn lập cất bước đi theo. Sau một lát, hắn đi ra khỏi cửa hàng, liếc nhìn một quyển sách có trang bìa màu nâu trong tay, chất liệu tựa hồ là một loại gia thú nào đó, nhìn cực kỳ cổ xưa. Quả nhiên, trong mắt Hàn lập lóe lên vẻ hưng phấn, tự lẩm bẩm. Gần nửa ngày sau, nhóm bảy người lần nữa tụ tập, sắc mặt đều trở nên cực kỳ âm trầm. Tại tòa thành này, bọn hắn vẫn không có chút phát hiện nào. Không gian trong lòng đất vẫn trống giống như cũ, không có chút manh mối nào công thâu hồng này đến cùng là trốn ở chỗ nào? Chẳng lẽ muốn mấy tên chân tiên như chúng ta một mực tìm kiếm trong lòng đất ở đảo này sao? Giao bát nhìn thủ hạ là giao nhị thập nhất, nhịn không được liền phàn nàn. Không cần phải gấp gáp, mặc dù công thâu hồng đã trốn đi, nhưng nơi này chính là nơi ở của hắn. Chỉ có hai mươi mấy tòa thành hồng nguyệt, chúng ta tìm qua từng cái một, chắc chắn sẽ có thể phát hiện một chút manh mối. Tiếp theo, chúng ta đi đến thành hồng nguyệt ở Tàng Châu. Giao bát nói, rồi định quay người rời đi. Đạo hữu giao bát chờ một chút, về chỗ trốn của đảo chủ Hồng Nguyệt, có khả năng ta tìm được một chút manh mối. Một thanh âm đột nhiên vang lên, lại là của Hàn Lập. Nghe được lời này, mọi người nhất thời giật mình, tất cả đều nhìn về phía Hàn Lập, thật chứ, manh mối như thế nào? Trong lòng giao cửu vui mừng, liền vội vàng hỏi, Hàn Lập bấm tay một chút, một mảnh thủy quang nổi lên, ngưng tụ thành mặt thủy kính, phía trên hiện ra một đồ án. Mời chư vị xem, Hàn Lập nói ra ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào trên thủy kính trên đó là địa đồ một hòn đảo so với địa đồ hòn đảo mà giao bát lúc trước cho mọi người xem cơ bản là giống nhau chỉ khác là có vài chỗ chi tiết hơn địa đồ này không phải là địa đồ lúc trước của đạo hữu giao bát đã cung cấp à chúng ta đã sớm xem qua rồi giao nhị thập ngũ hừ một tiếng có chút khinh thường nói trong mắt người khác cũng hiện ra vẻ nghi hoặc ồ ồ nhưng vào lúc này bỗng truyền ra hai tiếng thốt nhẹ là từ giao bát cùng giao cửu